Rồi xanh. Xanh cho bạn Nguyễn Linh. Ok, xanh Nguyễn Linh này. Cô Ban 5969 các bạn ạ, form to vật vã luôn. Rồi hàng như thế này là quá to so với thị trường luôn rồi đó. Các bạn đi lấy ở các nơi là giá thành nó không có rẻ như thế này và form nó không có to như thế này đâu ạ. Ừ. Rồi ai lấy cô Ban, comment cô Ban. Em thấy cô Ban ra chưa? Ừ. Rồi bạn nào lấy xanh ngọc, comment xanh ngọc cho em. Xanh xanh cái này xanh da. Xanh da nha các bạn nhé, xanh da. Xanh da, cái màu này là màu xanh da, đẹp chưa? Hai điện thoại khác nhau màu. Chịu nổi đâu. Điện thoại này chuẩn màu hơn, đúng không? Bộ siêu nhân sách nách đâu hả? Bộ siêu nhân sách nách đâu nhỉ? Bộ này trong nách này nè. Đâu, đâu. Chờ xíu, xanh da này. Cả nhà ủng hộ em Nhung xanh da. Ai lấy xanh da? Bạn nào vô like rồi comment đi các bạn, comment cứ chấm hay nói gì đó đi. Nấm comment hay gì đó bất kỳ đấy các bạn để chúng ta lấy nhau nhá. Đừng đừng im lặng nha. Ôi mốt bài đi hả? Không. Ơi. Ừ. Diên công, hello diên công, cái này xài đại cổ luôn hả em? Đại cổ bộ nai. Đại cổ bộ nai. He he, dễ thương quá. Đó, biết nói gì bây giờ, cứ comment đại đi. Chấm thôi à, số 8, số 9, số 10, 20, 30, 80, 90, 70. Rồi comment ai xem à, sách nách F-Zin chắc là khoảng 3 tuần nó có đó như các bạn. Sách nách F-Zin của Tin Tin xong xem được vậy bé. Ok đó. Rồi, cái bộ này là đại cồ sách nách nè. Rượt rượt sao ra hả? Ủa, kỳ vậy. Rồi, cái này là đại cồ nha. Cả nhà ơi, đại cồ. Đại cồ. Xem đấy. Đây. Đại cồ vải chính phẩm luôn á. Vải đẹp lắm, đẹp cực kỳ luôn, vải chính phẩm luôn. Bây giờ đại cồ 6979 em cũng sale cho mọi người 5969 luôn. Ok chưa? Đại cồ 5969 bộ này, vải tuyệt vời luôn. Chính phẩm, form to xịn sò 5969 luôn, chốt đi các bạn ơi. Ba lỗ. Ừ, đúng rồi, nói cho có tương tác. Rồi ai lấy comment cho em màu bộ này màu đô. Cái này là màu nội đô nha. Đô nè. Đô. Cứ comment lên đi các bạn. Chốt đô đi các bạn ơi, cảm ơn các bạn comment đô đi các bạn. Đô vàng. Đẹp chưa? Đô vàng. Này, giá sốc cho mọi người luôn 5969. Xả cỡ này luôn rồi các bạn, chốt đi chứ không là để mất công là tới lúc khác cần hàng thì không có hàng mà bán. Vải đẹp chưa? Form to chưa? Các bạn nhìn cái form quần đẹp chưa? Xuất sắc chưa? Rồi, 5969. Hàng của HL. Vải đẹp lắm mà chị sale 5969 đại cô, không phải nhí đại nha. Hàng này là đại cô, hàng đại cô các tình yêu, đại cô đó. Rồi, cặp vàng như ý phạm. Đại cô. Ừ. Đại cô. Cặp vàng cho Võ Hằng. Cặp đô cho Nguyễn Ngân. Võ Hằng là đại thôi em ơi, bỏ cô ra. Đô đại cho Nguyễn Ngân. Ừ. Trời ơi, hàng này mà không hốt thì còn hốt gì nữa. Có 5969 đại cổ bán thẻ như tặng luôn rồi. Đô đại cho Nguyễn Ngân, cảm ơn Nguyễn Ngân này, không phải ở quận nhất nha. Rồi, cặp đỏ cho Tin Tin. Xeo sáp luôn rồi ấy, thụ nghiệp luôn rồi đó. Thiệt, cặp vàng cho Tin Tin luôn. Ơi mọi người, ai con like con chấm đi. Sao bên trùng sỉ thì đâu, kỳ lạc im lặng nhớ. Comment đi các bạn ở bên Lê Nhung này, chốt đi. Rồi vàng cô cho Lucky, Lucky. Có rút em yêu, có rút. Cô đô cho Phạm Hương. Đó, bán lỗ vậy đó các bạn, nốt đi. Bán cho nó hết hàng. Em Nhung thật sự luôn. Cho nó hết hàng, lỗ. Rồi ai lấy cho mình nhanh giùm em màu xanh. Ba lỗ đấy. Ba lỗ này. Vài chính phẩm mà sale bao nhiêu? 5969 đại cô. Cặp vàng cho Mỹ Nương, ok. Này. Đại vàng cho Lê Hàng luôn. Còn không? Còn một đại vàng bên này này. Rồi màu xanh da chứ không phải là xanh cô ban mọi người. Cặp vàng cho Mỹ Nương. Rồi đại vàng. Đại còn không? Mỹ Nương à. Ừ, trời ơi vải nó đẹp lắm mà có 5969 đại cổ.
Đại Lê Hằng không có. Lê Hằng không có đại. Con cô. Lê Hằng không có đại, chỉ có cô thôi em yêu. Rồi cặp xanh này, màu xanh da của bạn Tin Tin. Xanh da cho Tin Tin, xeo hết bất chấp đấy. Cái này là xeo bất chấp đấy các bạn. Xeo, xeo bú lù xùa, bù lù xùa hết. Comment đi, hết vàng rồi chị Thu Vương ơi, bây giờ còn mỗi xanh thôi. Còn xanh, đúng không? Hết vàng rồi, còn xanh này, còn màu nào nữa không nè? Đâu đưa chị Ngưng bọc, vàng bọc. Ô cả nhà comment đi, ai comment đầu tiên nào, chúng con số độc đắc hay nào. Hello, chị Ẩn à? Sao vậy? Ôi trời, má ơi, các bạn comment quá trời có đất mà không biết gì hết. Xanh cổ chị Tô Hàng, em cảm ơn chị, em đang xeo. Ờ, biết rồi, Lê Hàng là chuyên bán nhí đại. Chị biết rồi. Xanh cổ này này em này, của chị Tô Hằng. Màu tây nhất thế gian là màu bò. Màu bò, màu bò đẹp. Màu bò đẹp. Đại cổ em sell cho cả nhà hàng của HL 5969 vải chính phẩm 100% bò. Dạ ngố bò, ngố mẹ có chị. Cặp xanh hồi nãy của Mỹ Nương luôn. Cặp xanh của Mỹ Nương. Trời ơi màu bò đẹp lắm các bạn ơi. Thật sự thấy thương luôn á. Thấy thương luôn á. Vâng. Chốt cặp bò đại cổ em sell 5969. Đại cổ em sell 5969. Sell rất tiếc hàng luôn nhưng mà bây giờ phải sell. Cả nhà nhá, ai lấy bò ngủ em Nhung bò. Các bạn bấm theo dõi trang mới của em nha, bấm theo dõi trang mới nha mọi người ơi, Trùm Sỉ Lê Nhung em sẽ bấm nha. Nhiều mẫu không chị làm gì có, đại bò cho Lê Hằng. Cặp bò cho Tin Tin, không có nhiều đâu em. Sách nách cũng ít. Chị mẹ và bé có, chị Lê Hà, chị Tô Hằng ơi. Chiều nay em gọi chị. Các em like lại cho. Các em like lại nhé. Đại bò cho Lê Hằng luôn. Đại bò Lê Hằng rồi, cặp bò Tin Tin. Đại bò cho Nguyễn Ngân. Tay Nguyễn Ngân này. Còn màu nào nè? Cái vàng vàng này là gì? Vàng còn mỗi cổ. Còn cặp bò chị Thu Phương. Em vẫn đang like đấy. Nhưng mà ý em chuyển sang like này để em các bạn bấm theo dõi trang giúp em nha mọi người. Để chỉ nhờ. Em trả hình ở bên trang mới này nha, em trả hình bên trang mới. Nói chung là mình thêm một trang nữa để có gì đó trục trặc thì chị em mình còn tìm thấy nhau. Cặp bà bò ra Thu Phương chưa? Ủa sao vẫn còn một sữa vậy? Má ơi còn một sữa đại. Con bò kia Nam ơi là Nam. Còn một sữa đại này. Ai vậy? Không bán lẻ cả nhà ơi. Chị Thu Phương cặp sữa đúng không? Chị Thu Phương em nhớ. Ừ, chị Thu Phương thêm đại sữa. Trời ơi. Cảm ơn bố. Đây nè. Còn mỗi cổ vàng thôi, đúng rồi, bộ ni này đẹp này chị, vải đẹp. Rẻ quá, hôm nay chị sell cho 5969 đại cổ. Vàng còn mỗi cổ thôi các bạn ơi, vàng còn mỗi cổ thôi. Em xem. Hồng sữa, chị chờ em xíu, bộ bé gái. Không nhớ nữa, chưa. Nè. Đó, hồng vàng cổ, ai lấy vàng cổ, comment vàng cổ, ủng hộ em nhé. Vàng cổ giá sốc cho mọi người luôn, 5969. Thế là bộ cổ như vậy mà có 69.000 đó. Em mở là size nhỏ nhất là size 15 đó các bạn, chứ không phải em mở size lớn nhất nha. Đó. Size lớn nhất của nó là cổ này á, cổ này chị nghĩ khoảng 55 kg. Chốt cho 55 kg. Chốt 55 kg cho nó mặc cho nó rộng rãi. Mùa nóng khó chịu lắm, mấy anh mập mập ấy. Bố bạn. Phải đẹp mà. Đó, cổ vàng nha. Còn mỗi cổ vàng thôi, màu xám. Cảm ơn Tin Tin đúng rồi. Vải đẹp lắm. Vải như thế này mà giá 5969 một bộ đại với cổ form to trà bá lửa như thế này thì quá rẻ rồi. Xám. Còn mỗi xám thôi. Cảm ơn Tin Tin dễ thương quá. Rồi ai lấy xám comment xám giùm em nha. Xám. Chị Huỳnh Ly. Vàng. Tức là chị Huỳnh Ly là lấy cổ đủ màu. Cảm ơn chị. Rẻ rẻ vậy cho em viên này đi, chất đẹp lắm. Ồ, rẻ đúng rồi, bốp nó nhận rồi. Vàng bò đỏ. Vàng vừa vàng cho bốp luôn, bốp nhận hàng này rồi. Cho em ri này đi, chất đẹp lắm. Quá rẻ luôn á. Bốp cho vàng này, ngoài này còn một ri vàng cô này, cho bốp này. Ừ. Còn bao nhiêu ri cô cho chị Huỳnh Ly?
Em sale có 69 ngàn cả nhà. Sám đại cho Nguyễn Ngân. Chị Huỳnh Ly đổ ok chưa? Chị Huỳnh Ly 5 màu. Rất rẻ, em cảm ơn chị. Quần chip hả, Hải Hoàng hả? Quần chip mình còn không nào? Chị Hà, chị ơi, chị Huỳnh Ly ơi, em có màu xám, màu vàng, màu bò và màu xanh chị nhá. Chị được 5 ri, chị ủng hộ em 5 ri nhá. Không bán lẻ, cảm ơn Lomi liên tiếp nhá. Rồi, đài xám cho Nguyễn Ngân. Cô xám chị Tô Hàng. 5969, rẻ lắm luôn đó. Bấm theo dõi trang đi các bạn mua lẻ nha. Bấm theo dõi trang mới đi. Trang Trùm Sỉ Lê Nhung, bữa nào em xả cho một cữ hàng người, hàng mẹ. Hàng mẹ em ôm được một lô mẹ đẹp đẹp gì đó, em về em bán cho các mẹ bà mua lẻ, các mẹ mua về mặc á. Em bán giá sốc cho. Em để khai trương cái trang mới. Mục đích của em chỉ ước ao em có một hai trang để phòng hờ mất phần này còn trang kia. Đó, cảm ơn chị Huyền Ly. Em bán 5969 đại cồ chị ạ, đại cồ phong ta. Màu xanh này, lại nhảy sang trang này, con mẹ bố. Có hai trang đấy thấy vui không? Nhiều khi các bạn chán ở bên đất này, chuyển sang đất này. Như kiểu y như đã chán ở Sài Gòn, chuyển sang Hà Nội vậy đấy. Kiểu dạng như vậy đấy. Có hai trang, lướt, lâu lâu cứ giả vờ đi đảo như vậy, giống như một người mà. Cô nhiều màu không, lấy em mấy ri. Đấy, có nhiều màu không? Màu xanh. Nãy em lấy màu vàng rồi, xanh da đẹp mà. Màu xanh da đẹp quá. Ừ, hôm nay có ai chốt rồi mà. Cô xám lấy rồi phải không? Ba B Nam ơi, cô xám lấy rồi phải không em? Cô xám của chị Tô Hàng lấy rồi phải không? Em màu xanh đẹp quá trời luôn. Trời ơi đẹp lắm. Xanh. Còn màu nào nữa? Còn màu nào nữa? Ta hận Nam ghê luôn á, Nam. Chắc chị mày chém mày luôn á, mày tin không? Có xem, ừ đấy, đúng rồi. Trang này mình giống như trang bí mật đấy, không công khai. Màu đô nữa này, đô này cả nhà, thấy đô đi. Em sell cỡ này luôn rồi, các bạn lên hốt ủng hộ em Nhung với. Đại cô nha, đại cô, 5969. Đây, màu nine. Em lấy màu nào, bé bốp lấy màu nào vậy, đẹp thì lấy lại. Rồi, ai lấy đô ủng hộ em Nhung đô. Em nó nhanh bởi vì biết sao không? Những cái bộ mà em like em cứ mở ra mở rô xong em gập vào ấy nó không theo nếp nên nó hơi nhanh, mọi người thông cảm nhá. Rồi ai lấy đô ủng hộ em Nhung đô. Mấy cả vải cô tông nó cũng dễ lắm. Cô tông em lại sang đây thu trai ơi, các bạn nhảy khắp nơi dễ thương quá. Đô đại chị Huỳnh Ly, em cảm ơn chị. Đó, bạn nào lấy đô ủng hộ em Nhung đô. À rồi, em lấy màu cồ xanh xanh, cồ màu xanh cho bố, cảm ơn bố. Dễ thương quá chị Thu Vương, dễ thương quá chị Thu Vương. Ừ đúng rồi đấy, cũng một sáng kiến kinh nghiệm, cảm ơn em Nhung đi. Đôi khi nhiều khi là em không lường được cái tình hình của các bạn luôn á, thương quá à. Đô đại chị Hình Ly rồi phải không? Cảm ơn các bạn. Đó, bấm theo dõi trang thôi được rồi. Nè, thật dễ sợ luôn đó. Dễ sợ luôn. Còn một đại vàng hồi nãy, bạn nào bị dùng cái nơi này nè. Ai lấy hạ đội vàng rồi? À bốp lấy đại xanh. Vậy hồi nãy cái vàng kia em có lấy cổ không? Đại xanh hết rồi. Không không, còn một đại vàng này, đẹp giả ma luôn. Bốp này. À cảm ơn bốp, ok cảm ơn bốp. Rồi đại vàng, bạn nào lấy đại vàng cho mình đại vàng giùm em. Đại vàng này cho Như Ý Phạm, ok. Bốp lấy cù vàng và đại xanh là nãy giờ đó. Đúng rồi. Rồi còn đại vàng bé gái chấm bi con bò này sell cho bạn Như Ý Phạm 65 ngàn nè. Hết 65 ngàn cho Như Ý Phạm nè. Còn cái em này nữa chứ. Còn đại cam hàng sơ sinh dễ thương, ngồi chiều còn không chị? Còn còn 65 55 65 55 65. Cái bộ gì đâu mà nó đẹp giả man, phong to vật vã luôn. Rồi ai lấy cam ủng hộ em Nhung cam. Cam nhá. Cam cam. Ôi, ê, comment kịch cứ số 1, số 2 comment ảo ảo lung tung đi. Cho nó xôm xôm cái like lên cái nào. Nha, đại ca mai lấy đại ca qua mình đại ca. Hả? À, cá mập xanh da đâu? Con một cô á. Không có mập đâu. Nãy mà cái là có mập. Có, là cá mập hồi nãy in tràn. À, cho ơi, xanh cho ơi. Con Nguyễn Linh. Ừ. Đúng rồi. Vừa nãy như có bóc từng Nguyễn Linh rồi đấy nhỉ. Thế nhưng Nguyễn Linh này có rồi mà.
Thì mình cắt nát đây chị. Có hai màu xanh, xanh của ba với xanh ngọc. Thôi thưa à, ta chém gì rồi. Ngọc nữa hả? Ừ. Rồi, cái đại cam này của chị Tô Hàng luôn. Đại cam chị Tô Hàng luôn. Đại cam 65.000 chấm bi của chị Tô Hàng. Nguyễn Linh đúng không? Nguyễn Linh này bây giờ. Còn bao nhiêu ri á? Gì rồi? Đây. Nhung. Hả? Bộ bên gái không đi? Bộ bên gái còn mấy đi đó hả? Rồi, bộ này còn mấy đi. Cho em coi được. Mùa thu hạ đúng ý là nhung ghê luôn. Dễ thương quá. Hết sạch rồi Minh ạ. Hết rồi em yêu. Ê, comment đi các bạn. Đừng có im lặng nhá. Tổng hai trang cũng được 60 người. Cũng vui. Cũng quay đi còn lại. Cả nhà ơi, các chị em ơi, hàng của Lò Hát nữa này. Đẹp giá ma luôn. Em cứ xem lấy hàng không mà quên comment. Hết rồi, đã cam hết rồi. Cái bộ này thực sự rất là cưng. Mặc lên bé yêu lắm. Vải chính phẩm của nhà Lò Hát nha. Vải nó mướt ơi là mướt luôn. Mông to, đít bự chơi luôn. Hàng này là mông to, đít bự luôn nha các bạn này. Đại cam hồi nãy chị Tô Hàng 65.000. Cái chấm bi con bò sữa ấy. Con ri thôi. Chết, mày ngồi vào xe. Đấy, đây chị chìa khóa thì tắt thôi. Ngồi trong nhà mà anh còn cài trong trộm nữa, sợ luôn. Cái này là bộ đại vàng. Có cổ không? Có. Có đại cổ vàng. Bộ bé gái, đại cổ vàng, vải mê ly luôn á. Vải gọi là mê ly nha. Các con mặc đi học. Đại cổ vàng 6979. Em xin phép theo sốc cho các bạn luôn. 6272. Không còn gì để nói nữa nha. Nha. Ok chưa? 6272. 6272 không còn gì nữa tưởng tượng nổi luôn. Rẻ ơi là rẻ luôn. Ok chị Hòa Vũ. Ok chị. Rồi Hằng Miu một cặp đúng không? Hằng Miu lấy cặp này phải không? Hằng Miu lấy cặp này. Vải đẹp lắm. Vải đẹp lắm luôn á. Quần lửng, form to. Mà có 6272 thôi. 6272. Rẻ không chấp nhận nổi luôn á. À, Duyên Công Đài. Hai chạy còn hai cù. Ồ vậy à. Rồi. Rồi Phạm Hương, Phạm Hương lấy gì hả? Duyên Công Đài là hết rồi nha. Rồi còn cô còn Phạm Hương cô hả? Duyên Công Đài. Vậy là hàng Duyên chất lượng. Cái này là bộ đại cô, không phải bộ mẹ nha mọi người nha, bộ đại cô không phải bộ mẹ. Đấy chị, đây chị quá rồi. Biết. Rồi nãy giật lương nha trời. Thư viết con chết rồi. Nè em bỏ qua đây, em bỏ qua đây. Thằng Miu lấy đại thôi. Thằng Miu đâu có, thằng Miu có lấy đại, bảo cô lại tiếng rồi. Thằng Miu lấy đại thôi. Lấy cái thằng Miu cù lại. Ừ. Phú Tiêu Ngại hỏi gì vậy? Trời ơi, hồng sữa này, Hồng Miu đại sữa luôn. Hồng Miu đại sữa. Có 6272 thôi, rẻ quá, sale đấy các bạn ơi, đẹp lắm luôn. Đúng rồi, Hằng Miu vàng đại, Hằng Miu sữa đại. Bộ 6272 vải đẹp quá à, vải đẹp lắm luôn ấy. Hàng của LH vải đẹp dã man luôn các bạn ơi, lấy hàng này đi, đừng có để mất qua bộ này, nó rẻ ơi là rẻ luôn. Đại và cổ mà em sale cho các bạn giá chỉ có là 6272 thôi. Sale hết cho hết hàng. Đại cổ, ai lấy ủng hộ em Nhung sữa. Nè, còn tím này. Đại cổ tím. Size 9, 14. Em comment cho chị đấy chứ hết lúa rồi, thêm hết. Nếu hết vàng, em có vàng hàng miên. Em vừa được vàng, đại vàng cho Phạm Hương. Hết đại vàng rồi. Còn cô vàng. Còn cô vàng hả? Phạm Hương ơi, còn mỗi cô vàng thôi. Chưa, còn một miếng đại. Rồi, còn tím. Tím còn đại không? Tím còn đại, tím còn đại nhá. Các bạn ơi, tím còn đại, ủng hộ em Nhung. À, sứ hoa hoa bộ cá mập xanh cô ban. Ok, cặp đại với cô xeo 5969 bộ cá mập chị xeo. Cô ban. Cặp cô ban à. Rồi ai lấy cho mình em tím này, bộ tím. Mấy bạn lớn lớn á, các em nó rất là thích màu tím này. Bởi vì sao khi mặc lên thì nó sang chảnh nha các bạn, mà nó duyên nữa. Rồi ai lấy tím cho mình tím giùm em. Cho mình tím đi các bạn ơi, đừng bỏ qua hàng này. Hàng của LH vải đẹp. Sứ hoa. Màu xanh.
cho chị cái này. He he đây à. Rồi xanh đi các bạn ơi. Ai lấy xanh cho bằng xanh giùm em nhá. Xanh. Hả? Siêu nhân sọc á hả? Không biết còn hay không nữa. Còn 1 2 ri bóp bao trời nhưng còn 1 2 ri gì đó bóp ạ. Lôi ra luôn like luôn. Siêu nhân á. Cặp tím cho Mỹ Nương. Cặp tím cho Mỹ Nương. Tím có đại không ạ? À tím có đại thôi Mỹ Nương ơi. Tím có đại thôi lấy xanh nhá. Đây có đại. Tím còn mỗi đại thôi. Vải đẹp lắm. Ừ thì Mỹ Nương lấy nhi đại. Mỹ Nương lấy đại. Đại tím của Mỹ Nương. Ừ ừ. Cái hàng này em đã sẵn hết chưa? Chiều nay là bốc hết rồi đúng không? Kiểm hàng kỹ rồi đúng không? Đưa cái bộ sơ sinh cho chị Nhung. Đây. Chiều nay ông Kít ông mặc cái bộ này mắc cười dễ sợ luôn. Ông mặc cho tới lúc ông đi tắm là ông tụt ra. Trời ơi, ông ghét, ông cưng, ông thích, ông bứt. Ông cứ ngồi ông khẹo khẹo cái con gì đây này. Mà ghét ơi là ghét luôn. Cưng hát, ghét quá à. Yếm nha. Yếm baby chứ không phải là sơ sinh. Hàng này không phải sơ sinh. Hàng này là từ 9kg cho đến 20kg. Ok, hàng Miu bỏ hồng. Bỏ vàng đài cho hàng Miu. Đó. Những con này là theo. Theo lông, đẹp lắm, đẹp lắm luôn á. Trời ơi, xuất sắc luôn. Áo trắng chính phẩm. Ngoài yếm là ngoài vải. Cái vải này giống như cái vải gì nhỉ? Giống như hồi trước mà hàng của nhà Gogo hay gì đó mà người ta hay làm yếm đó. Hàng này đang đi là 87.000. Giờ sale 59. Ai lấy con mình em 59. Theo, theo. Ơi Lê Thu Hường hỏi gì vậy? 59.000. Màu vàng trai gái đều mặc được. Trai gái đều mặc được. Trai gái mặc được. Hồi nãy vừa lên xong một bộ bé trai sale 5969 đại cổ Lê Thu Hương. Vừa sale xong á. Hồi ai lấy con mình em vàng. 59 vàng. Vải đá lắm, vải đá lắm luôn á. 59 vàng. 59 xanh. Xanh nha, ai lấy xanh cho mình xanh. Xanh nha các chị em ơi, lấy xanh đi. Cái này nó có thể nới ra nới rô thoải mái nha mọi người nhá. Tháo ra tháo rô, nút là nút bấm. Nút là nút rời. Ok chưa, xanh trai gái đều mặc được luôn. Xanh, bạn nào lấy xanh ủng hộ em Nhung xanh. Ok chờ xíu nha Thu Hương. Ba lỗ mình còn. Yếm màu nào Mỹ Nương ơi, có màu vàng. Màu vàng này là màu vàng bò. Màu vàng dưa đậm bé trai bé gái mặc được. Màu xanh bé trai bé gái mặc được. Còn vàng dưa nào nữa, thưa chị nào? Mỹ Nương lấy màu nào báo. Rồi vàng cúc, bạn nào chưa lấy thì lấy đi. Chứ chiều nay các bạn lấy hàng này rồi. Đại vàng là mã nào? Chị Phạm Hương là đại vàng là mã nào? Không bán lẻ nhá. Em không bán lẻ Trần Quang Lê, Quang Quê. Đó, cái vàng này là vàng cúc. Ôi đẹp tiểu luôn á. Quá đẹp luôn. Cái này là vàng cúc, cũng vậy trai gái đều mặc được luôn. Vàng cúc trai gái đều bạn được nhé. Giá sale 5969 theo. Cả nhà ơi này. Ô các bạn hốt hàng này đi chứ uổng quá nhở. Nó đẹp giả ma luôn. Những cái bộ đồ như thế này nó đẹp chịu không nổi luôn á. Xuất sắc luôn á. Về các bạn bán like ok, bán shop ok. Bán like, bán shop. Câu cho khách họ tới shop á. Mà giá chỉ có 59.000 thôi. Yếm hàng theo, phong to. Hồng. Hàng baby đó, hàng baby từ 9 cho đến 20 kg. 20 kg mặc thoải mái. Đó bốn kia lấy màu gì vậy chị tiếp? Đó Mỹ Nương ơi, Mỹ Nương lấy màu nào vậy Mỹ Nương? Mỹ Nương coi màu đi, có bốn màu tất cả. Màu hồng nè. Màu hồng nè. Màu vàng nè, màu xanh nè và màu vàng bò. Bây giờ vàng bò, màu nào cũng đẹp hết. Ai lấy ủng hộ nhá. Ai lấy màu nào báo nha. 59.000. Không còn mấy ly chậm. Đây lên luôn, lên sách nách luôn. Rồi, xanh cho chị Ngọc Trâm Nguyễn yếm nè, 59.000 này. Trai gái đều mặc được hết. Vàng bò cho chị Ngọc Trâm Nguyễn luôn này. N
Mỹ Nương lấy màu nào? Vàng, vàng bò cho Mỹ Nương luôn em ơi. Ê, vàng dưa ở Mỹ Nương luôn. Đúng, 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 màu đó, màu đậm đó. Trai gái đều mặc. Cảm ơn các bạn. Rồi, ai lấy vàng có bằng vàng đi đây. Bộ siêu nhân này hả? Bộ siêu nhân này còn... Đây còn một ly. Còn đúng một ly, vải đẹp lắm luôn á. Riêng cái vá này thì vải cực đỉnh nha các bạn. Đẹp lắm, trời ơi. Còn một nhí duy nhất nè. Còn một cặp duy nhất. Hàng in tràn, hàng in tràn. Cái này là hàng in tràn. Các bạn nhìn thấy không? In tràn siêu nhân. Còn đúng một cặp duy nhất nha. Một cặp duy nhất màu đen. Bây giờ em sell cho mọi người. Hàng này là bốn trước là 5969. Em đi cho các bạn giá là sell 5363. Sell 5969 giờ sell dưới giá nhập 5363. Ok chưa? Vải đẹp lắm. Thằng cu nhà em cũng mặc bộ này một cặp rồi, cặp cho bố. Còn một cặp này. Một cặp cho bố tôi thấy rồi còn đại không? Còn đại. Nguyễn Trâm, Nguyễn Trâm có lấy đại không? Còn đại thôi. Nè. Không lấy đại hả? Nè, bốp này em này. Rồi đại, ai lấy đại cho mình đại. Chị Ngon Trâm còn mỗi hai đi đại. Còn ba đi đại. 5363, hàng in tràm rất là mắc luôn, vải đẹp lắm. Đại chị Na Vu Mi. Đại Na Mi. Na Mi. Cảm ơn chị Na Mi. Nâu béo có lấy đại không? Ờ, Biku là bạn nào vậy? Biku, Bin, Bin. Đại cho nâu, ai cặp cho bóp. Đại cho chị Na Mi. Rồi, những bạn mà chốt cặp không biết có lấy đại, không, nên không biết như nào nhá. Khoan từ, nhưng mà không biết là bạn Bin Cu là bạn nào. Đại chị Tô Hằng. Bin Cu là bạn nào? Đại cho Nguyễn Trâm. Đại cho Hồng Phúc Thái. Hết nhí. Còn không? Còn siêu nhân không? Hết cặp đó. Còn đi cuối cùng này hả? Ừ, đại Hồng Phúc Thái, đại Nguyễn Trâm. Bin Cu là bạn nào? Báo lại giùm em với. Em không biết đại bạn Bin Cu là bạn nào. Hết nhí rồi, Sứ Hoa Hoa. Không, đừng á. Để bên đó chị đi. Còn một đại này. Còn một đại. Cái cu là bạn nào báo nhé. Cái bộ này cũng cưng này. Này cũng còn mối màu này này. Em đi cứu đấy. Em lấy có một đại rồi. Đại cho nâu béo, ok. Không, đại cho nâu béo luôn. Hết rồi, ý hàng đó hết nâu rồi béo, hàng đó bơm chị Nhung Lai rồi. Đại đẹp lắm. Cưng xỉu luôn, áo crop top, con ngựa Bonnie, vải chính phẩm. Thì bôm bữa chị like rồi, bôm cho chị like rồi. Hết rồi. Hôm bữa like rồi, các bạn chốt hết rồi. Cái này là chân váy xòe. Em được một cặp, bốp được một cặp. Duy nhất có một mình em là được một cặp thôi. Quần chip. Đẹp lắm, cái bộ này đẹp lắm luôn. Khi mà mặc lên người con á, nó cưng lắm luôn các bạn nha. Mặc lên người phải nói là xuất sắc luôn. Ý là siêu nhân em không có cặp. Có, em có một cặp, nhí đại. Rồi, cái này là ngựa Bonnie. Giá sốc luôn, hàng này cũng vậy, nó đang đi tới 83.000. Order là 83 và 93 các bạn. Order của các kênh order đó. Vải xuất sắc. Em nói nhận mấy cái hàng này về mà chê vải, quay đầu lại em trả tiền ship cho các bạn luôn. Em dám trả tiền ship, em bao tiền ship cho các bạn luôn. Là biết là vải nó đỉnh như thế nào. Mà em đi cho mọi người giá 5565. Ok chưa? Sell 5565. Sell. Sell 5565. Vải đẹp lắm luôn á. Hả? 5565 cặp cho Khánh Nhung. Thứ năm sẽ like su kem nha. Thứ năm like nguyên một cữ su kem các bạn luôn. Dành riêng cho một cữ 4 tiếng like su kem. Su kem teo. Rồi ai lấy cho mình nhanh giùm em cặp xanh. Ai lấy xanh ủng hộ em xanh nha. Rồi còn màu nào nữa. Sữa còn một miếng này hả? Xét bộ áo lẻ rồi váy đồ này kia là thứ năm like của bạn Suke. Rồi ai lấy sữa ủng hộ em sữa, trời nó đẹp giá ma luôn. Sữa nha, sữa sữa. Quá thể rồi. Sữa còn gì? Sữa còn ri trên nóc ni, đầu ni rồi. Đó, cái đó là gì ạ? Còn đúng một sữa nhí, 55 ngàn. Thiệt sự luôn, những cái hàng này mà nhận về cho các bạn mê mẩn luôn, nó sao nó rẻ quá. Sao nó lại có thể rẻ như thế này đó. Rồi sứa nhí, ai lấy sứa nhí ủng hộ em Nhung sứa nhí. Chốt đi, còn một ly sứa nhí nha. Nâu béo là Khánh Nhung đó. Áo thiết kế thôi để su kem đi, Nguyễn Linh.
sữa nhí nha. Bạn nào lấy sữa nhí ủng hộ em sữa nhí. Sữa nhí cho Nâu Béo, cảm ơn Nâu Béo. Bộ trái dâu này hả? Bộ trái dâu này hả? Bộ này khá là mắc này, 5969 giờ này. 5969 bộ quả dâu. Bộ quả cherry. Bộ cherry. Anh cài chống trộm mất tiêu. Hết sữa nhí rồi em yêu. Cái này là quần váy như thế này. Cherry này còn gì? Cherry còn đúng một cặp duy nhất. Áo thông chính phẩm, quần thông lạnh. Ôi mặc lên chắc là ngất luôn á. Cái này là quần đùi giả váy. Quần đùi giả váy. Thằng này sale rẻ ơi là rẻ cho mọi người, 55-65 luôn. Thật sự luôn á, quần váy như thế này, quần đùi như thế này mà quần giả váy nữa, mà in tràn, áo in như thế này mà có 55-65 thì sao mà rẻ, sao không chịu cho nổi nhá. Cặp cho Võ Hằng, 55-65 vải chính phẩm đấy. Rẻ lắm luôn á, rẻ cực kỳ luôn đó, các bạn lấy đi. Cặp cho Võ Hằng. Bạn nào chưa lấy hàng cherry lấy đi các bạn ơi, còn màu nào nữa. Rồi. Cái này size từ 2 đến 9. Size 2 đến 9. Cặp sữa. Rồi bạn nào lấy ủng hộ em Nhung sữa nha. Sữa. Cái này là sữa nha các bạn, sữa nha. Rồi bạn nào lấy sữa thì comment sữa đi ạ. Còn cặp sữa. Sữa còn đúng 2 nhí mà thôi, sữa còn 2 nhí nha. Sữa còn 2 nhí sale. Sữa nhí cho bạn Nguyễn Trâm, chắc chắn không? Size từ 2 đến 9, đã lắm. Sữa nhí cho Nguyễn Trâm. Có bộ cắm, có hình nha. Sơn Hà không bán lẻ. Có hình nha, sữa hoa. Còn một sữa nhí duy nhất. Còn một sữa nhí duy nhất. Size từ 2 đến 9. Vàng. Sữa nhí Trần Lan, cảm ơn Trần Lan. Vàng còn một ri. Vàng còn gì đang? Vàng còn cặp này. Vàng còn cặp 5969 luôn. Hết rồi, hết đại rồi. Ý là sữa chỉ có nhí thôi. Trâm ơi, chị Trâm có ủng hộ không? Ờ, 5565. Teo mà. Rồi vàng. Quần váy. Ai lấy vàng comment vàng giùm em. Đưa cho chị Nhung mượn lại. Chị mượn lại. Rồi vàng, bạn nào lấy vàng comment vàng giùm em. Cảm ơn Trâm. Mọi người có ủng hộ em cặp vàng không? Bò sữa xay đạn, hồi nãy còn màu gì? Chị hết màu rồi không ạ? Cái bộ bò sữa hồi nãy. Hết rồi. Lên bộ sách nách váy gì à. Rồi vàng, bạn nào lấy vàng ủng hộ em Nhung vàng này. Em sách nách nhí đầy nhóc luôn, để like cho. Chờ chị xíu chị like cho. Môi nam khỏi môi cho nó xuống đi. Còn ruốc còn đại. Lấy ruốc ruốc đi, ruốc còn đại. Ruốc còn đại. Size 10-15 luôn đó. Con to giả man đã ghê luôn. Ruốc còn đại. Nam ơi Nam xuống lôi sách nách bé trai đi. Sách nách bé trai nhí. Ừ. Nhí còn nhí con cá gì đó, à, con gì, con sóc, con tiết hay kia. Rồi bộ xe, bộ siêu nhân, đồ này kia lôi ra thì xeo luôn. Xeo hết rồi các bạn đi, chứ để làm gì đó. Còn cứ còn 2-3 ri. Rồi ai lấy comment nha, em rút nhá, rút. Chiều nay các bạn đã lấy ép jean chưa? Mẫu mới của ép jean các bạn đã lấy hết chưa? Mẫu mới của ép jean cả nhà mình đã lấy hết chưa? Mẫu mới của ép jean á. Ép jean có mẫu mới rồi nha, bạn nào lấy rồi báo em. Bạn nào muốn xem lại báo em báo em like nhanh cho các bạn lại một lần. Có nhí đại và hàng của Fjin mới. Có sữa đại đó, 65.000 rồi. Bộ này em sale cho mọi người giá sốc, hàng của LH này. Hàng của LH này, vải đẹp kinh khủng luôn. Bộ đó sale 55-65, quần váy, quần đùi giả váy. Cái quần nó đẹp cực kỳ luôn. Em nói là cái quần trời ơi sao mà vải đẹp dữ thần luôn á. Nè. Yên cưng. Mặc lên đáng yêu lắm, mấy cái họa tiết phim hoạt hình này mặc lên đáng yêu lắm. Cái này là nhí đại và em xin phép sale cho mọi người giá 4959. Nhí đại hàng của LH luôn. Nhá.
ép zin có ba lỗ không? Có ép zin ba lỗ. Hôm nay lô mới này cũng là có tay, nhưng mà vải nó đẹp lắm luôn Thanh Nhung ạ, vải đẹp lắm. Rồi ai lấy cho mình em cặp cam, không biết còn cặp cam không? Sale 4959 vải cực đỉnh luôn. 4959 vải xuất sắc luôn. Được chưa? Rồi bạn nào lấy ủng hộ em Nhung 4959, 4959 nha. Sale lỗ luôn. Chốt đi các bạn ơi, vải đã lắm. Bạn nào lấy hàng này rồi mới biết này. 4959 cam. Tết bé gái Đại Hồng nha chị hả? Tết bé gái Đại Hồng là mã nào vậy? Hồng ruốc hả? Rồi tin tin hồng ruốc say đại. Hồng ruốc kia. Đó, cherry đúng rồi. Đúng rồi. Vải đẹp em lấy rồi, cảm ơn bố. Cảm ơn bố. Rồi ai lấy màu lá 4959 luôn. Lá. Ừ, để chị Nhung sửa điện thoại cho. Ai để chị Nhung đổi điện thoại cho. Biết rồi. Để đi kiếm điện thoại cho chuẩn màu nhé. Cái này là lá. Lá. May túi này. Đó. Lanh thì chỉ có lanh gái thôi chị Trang Trần ơi, chỉ có lanh gái thôi. Mọi người có lấy lanh gái thì em like, lanh trai thì không. Ôi lá này. Này có hình bé. Cặp lá cho Nguyễn Trâm. Đẹp lắm. Bốp, em lấy hàng này rồi đẹp lắm, lắm. Đó. Bạn nào lấy rồi là biết à. Cặp lá cho Nguyễn Trâm còn màu nào nữa không? Ủa còn mỗi hai màu này hả? Đâu? Đâu? Màu vàng đâu? Đâu em? Hết rồi hả? Đây là có mỗi màu cam với màu lá này hả? Lá nhí cho bạn Nguyễn Ngọc Hân. Màu này. Đó là Nguyễn Tâm. Nguyễn Tâm. Rồi, lá nhí Nguyễn Ngọc Hân, cam nhí cho Nguyễn Ngọc Hân luôn. Đây. Nguyễn Ngọc Hân nhí thì bãi hay biết. Nhí lá thì bãi. Nhí siêu nhân hồi nãy không có, cứ hoa hoa. Lá đại cho võ hàng luôn. Màu nâu. Màu nâu, màu này là màu tây lắm luôn nè, mặc lên nó trắng mà nó lạ mắt nữa. Lên những cái tông màu lạ như vậy là thành ra là cái vải rất là mắt. Yeah. Rồi ai lấy màu nâu đây, tây. Con đầu, bà đầu tiên một cặp á. Cặp xanh cho chị Nguyễn Trâm. Nguyễn Tâm á nha. Đấy chưa? Nâu, bạn nào lấy nâu ủng hộ em Nhung nâu nha. Nâu đẹp lắm. Đẹp cực kỳ luôn. Màu nâu này là bố hôm trước là các bạn chốt nhiều nhất luôn. Nâu tây mà. Nâu tây. Sang đó, trắng nõn nè. Rồi ủng hộ em Nhung nâu nha. Nâu. Còn màu vàng. Vàng còn có ri đại hả? Có gì không? Nam. Vàng còn mối ri đại. Ai lấy nhanh thì được. Vàng còn mối ri đại thôi. Xeo 4959. Đó, vàng. Vàng nhá. Bạn nào lấy vàng đại còn mối vàng đại thôi. Vàng còn mối đại thôi các bạn ạ. Vàng còn mối đại thôi. Ôi vàng đẹp lắm luôn, nó còn một ri thôi á. Vàng đại cho chị Thanh Võ hả? Chị Tuyết kiểm tra giùm em chị Thanh Võ cái. Thanh Võ. Thấy quen, avatar quen lắm. Võ Hằng lấy em cặp nâu đi chị, đổi em ri đá lá đại. Ok. Được. Võ Hằng lấy cặp nâu, vàng đại chị Thanh Võ, ok. Rồi Nguyễn Trâm đổi lá lấy nâu được, ok. Không biết còn hay không. Đâu đổi cái gì rồi? Cặp lá Nguyễn Trâm qua nâu. Rồi đổi rồi, với lại ai lấy Lối của Võ Hàng xong qua cho. Đọc to lên, đọc to cho Thái nó dò đi. Đọc phải lên cho Thái nó dò cho chị cái. Đăng. Hả? Ủa sao chị nhập vào có nhập được đâu? Đánh
đánh vào các ô có thấy được gì đâu, đấy giờ đánh không được luôn đấy. Rồi lên hàng trắng thì chưa lên chưa em nhỉ? Trắng màu này chưa lên mà trắng. Trắng nhà mình ơi, trắng còn gì Nam ơi. Trắng nè, đồ cái vải này đẹp lắm luôn á. Vải của thằng LH nhìn đẹp mịn mịn, màu trắng rất là cưng ha. Màu trắng nè. Ừ, chào cưng. Đang nhập máy. Nhung có bị tào tháo, chị đang nhập máy bị lôi lên. Nè, Hồng Hà lên thế nào chưa? Đó. Thôi mà thông cảm đi mà, đang sụt xịt nữa. Trắng nhé, tập trung nhìn nhìn quần áo, đừng nhìn chi tiết nữa mà. Rồi, ok chưa? Cặp trắng nào. Khi nào có việc thì chị mới đánh thôi, còn hàng ngày thì không có không có quen trang điểm ấy. Trang điểm hồi thấy nó khó chịu lắm. Lên màu khác đi em. Nhà mình có muốn lên tôn không ạ? Lên tôn, lên lanh không? Em sẽ lên xem cho mọi người ha. Còn một lô tôn gái xeo giá sập sàn luôn, nhà mình có lên không ạ? Ừ, cảm ơn bớt tình yêu của chị. Rồi, thủy qua đi em. Còn gì nữa lên nhanh chị, mấy cái con cá mập này lên. Nhân đâu, siêu nhân đâu? Nè, siêu nhân này, nếu bạn nào chưa có siêu nhân thì comment siêu nhân giùm em nhé. Còn đúng một ri duy nhất đại. Siêu nhân còn một ri đại duy nhất này. Ai lấy comment siêu nhân, sắp nách sọc sọc hồi nãy ấy. Còn có một ri thôi ha. Đây, một di đại duy nhất, ai lấy comment siêu nhân giúp em nhé. Đó, em lỡ mở cái số lớn rồi. Siêu nhân ha, một di duy nhất. Hồi nãy em thấy nhiều bạn chốt nhưng mà không còn hàng. Giờ bên Nam mới tìm ra được một di siêu nhân. Siêu nhân tới chị Nami, cảm ơn chị Nami nha. Rồi, lên gì nữa, nhanh. Bình tĩnh không manh động hả? À, hết mất rồi, Sứ Hoa Hoa ơi, chỉ có một siêu nhân đại ở chị Nami thôi. Ơ thế à, không, đợt này chị tích mập lên ấy. Đợt trước Tết xong gầy, giờ mập lên lại rồi cưng. Dạ chị ơi, chị inbox Zalo ghim trên màn hình giúp em nhé, chị Bích Hoàng. Chị inbox Zalo ghim trên màn hình giùm em. Nè, cái này của chị Nami này. Nam lấy gì cho chị like đây. Hồi nãy đang nhập trên cái tờ giấy đó em. 4959 mà toàn đại không à, không còn nhí. Dạ cảm ơn chị Nami của em. Rồi đây, ok bộ này cưng lắm. Ghi trên tờ giấy đó, hình như 4959 đó. Thế không ghi à? Em bán em chả quan tâm tới giá, nó không ghi luôn ấy. Đó, không có cản. Siêu nhân ở phía trên đó. Đam mê mới là quan trọng nhất. Đam mê là quan trọng, giá cả không quan trọng. Xíu nó nhung xuống hỏi giá vậy. Em đánh nhớ siêu nhân bán giá nhiều. Nhà mình nhớ siêu nhân đấy em bán giá nhiều. Em quên nhập máy giá. Rồi nhà mình ơi, bộ Doraemon này. Doraemon rất là đẹp luôn. Nè, phán giá Doraemon phát sale phát coi. Sale đi, để làm gì, nhiều quá. Siêu nhân đẹp lắm nha. 5363 chị Nami, chị nhắc 5363. Cảm ơn chị Nami. Doraemon hàng giáp lăng rất là đẹp ha nhà mình ha. Vải cô tông muốn chiều rất là đẹp luôn. Ơi, cái đó của chị Nami đúng rồi. Còn rách nách chai nhí nào nữa không hả Lê Hàng? Trời, em gái của tôi yêu ghê gớm luôn. Em nhắn tin bên Zalo không ai. Minh Ngọc ơi, em nhắn tin Zalo Nhung nhé. Zalo Nhung ghim trên màn hình nhé, Minh Ngọc nhé. Nhung ơi, cho cái giá của Doraemon. 5969 nha. Chị nhầm bộ cá mập, em lấy xanh coban với xanh da rồi, chị bỏ ra giúp em chỉ lấy cặp vàng thôi. À thế hả, nhắn tin giùm chị cái Nguyễn Linh ơi. Nguyễn Linh, cái bộ cá mập in tràn hồi nãy á, là em ấy chỉ lấy vàng thôi, vì hai màu kia em đã có ở nhà rồi, ý là vậy. Rồi Doraemon ai chốt giùm em màu xanh đá nhá. Chỉ có 5969, hàng mới tinh. 5969. Rồi đằng này nó có màu gì, test nhanh màu giùm chị cái đi, để cho nó nhanh. Ai không áo bắp riêng bà Trùng bá quyết định là sẽ xả áo khoác jean cho các con, bởi vì là thấy trời nó nắng quá, những cái tia nắng nó gay gắt làm xấu hết cái da của các con. Doraemon cặp cho Bảo Lam. Bảo Lam là ai cũ à? Bảo Lam là chị Bảo Lam này, xong rồi đúng không? Tào Tháo lý rồi gì này, về trở lại đi. Ủa tiền đâu ra vậy Tiết? Tiền ở đâu ra vậy? Ờ, đừng có thấy tiền mà sáng mắt nhá. Cho đi. Cho đi đấy chứ, em đừng có tờ thì chị đã. Ở đâu ra vậy? Cái này
Bo là chủ nợ hả? Be là chủ nợ hả? Màu đô nhá. Trời ơi, dễ thương quá trời luôn. Những cái hàng này đều có hình ảnh hết. Tất cả những hàng này đều có hình ảnh để hỗ trợ mọi người bán luôn nha các bạn. Em sẽ trả hình ở trên face chính, face mới nha mọi người nha, face phụ nha, là trùng sỉ Lê Nhung nha. Em sẽ trả bên đó cho các bạn luôn. Ok chưa? Rồi ai lấy đô hộ em Nhung đô. Thôi đẹp tuyệt vời luôn á. Thì sự những cái hàng này em sẽ trả hết trong group và trả trên face Lê trùng sỉ Lê Nhung. Tất cả mọi người bấm theo dõi trang mới giúp em để chúng ta lấy hình. Ai lấy comment giùm em là bộ đô nè. Đô. Màu đô màu nào lên nữa rồi nhỉ? Hả? Đô đâu tăng đâu. Cam. Các bạn chốt hàng này đi các bạn ơi, nó rẻ giá ma luôn á. 5969 Doraemon nha, hình ảnh bắt mắt. May giáp lăng. Cả nhà nhìn này. Thấy chưa ạ? Rồi ai lấy cam comment cam. Cam nha, cam này. Quần in nè, quần in Doraemon, áo in Doraemon, may tay giáp lăng. Hàng như vậy đó. Rồi ai lấy comment em cam. Vàng cam cặp phải không? Cặp. Sao không phải là trùng sỉ Thái Nhung hả? Ừ cũng hay nhở. Thế để tối đổi tên. Ta trùng sỉ Thái Nhung hả? Lôi cả tổng ra, thích chửi chồng hoặc chửi vợ đều được. Cặp cam cho Bùi Thu Hà. Ngay ở phần Bùi Thu Hà. Ừ. Thiên Thảo hả? Ngày thứ 5 em sẽ like lại nha. Rồi vàng đại cho vàng gì? Vàng mon đại á. Chị Thiên Thảo bấm theo dõi trang nha. Thứ hai thứ năm em sẽ like lại. Thứ năm là em sẽ like test với hàng thiết kế của bên Kit Tai. Rồi vàng. Trời ơi cái màu vàng nó đẹp. Ôi trời ơi đừng bỏ qua vàng. Em nói thật sự là đừng bỏ qua vàng. Tuyệt đối không bỏ qua vàng. Hãy lấy một cặp vàng về đi các bạn. Để bán. Lấy một cặp vàng để bán nha các bạn ơi, nó đẹp dã man luôn. Cả nhà ơi nó đẹp dã man luôn á. Vàng đại cho vàng gì chưa? Rồi ai lấy vàng có bằng vàng giúp em. Vàng. Ôi nó đẹp kinh khủng khiếp luôn á. Hàng gì đâu mà. Vàng cặp cho Khánh Nhung. Chốt đi các bạn ơi. Bạn nào chưa lấy thì lấy đi vàng nhí cho bốp. Chị nói thiệt sự là đẹp lắm. Cái vải nó đẹp tuyệt vả vời luôn á. Bốp là chuyên lấy vàng vậy bốp. Vậy rốt cuộc trong cái cửa hàng mình chỉ bán cho khách màu vàng à? Vàng nhí xứ mà hoa. Lấy đủ màu đi. Vàng nhí xứ hoa hoa. Vàng nhí cao minh. Bích hợp cao minh á. Vàng đại cho Hồng Phúc Thái. Vàng nhí thanh bi. Vải đẹp quá trời luôn mà hình ảnh đẹp lắm. Hình của nó đẹp lắm luôn á. Vàng nhí thanh bi, vàng nhí tiêu ngải. Đây này, đi vàng nhí. Còn màu nào nữa? Bốp hầu như vàng, ừ, bốp toàn vàng không, chỉ sợ luôn. Minh Ngọc nào đây nhở? Minh Ngọc ở tỉnh khác đúng không? Không phải Minh Ngọc ở... Minh Ngọc chấm lại cho chị do ra Zalo nhé. Rồi cặp vàng cho Minh Ngọc. Còn không? Hả? Rồi còn mối vàng đại thôi. Bảo Lam ơi còn mối vàng đại thôi, có lấy Bảo Lam có lấy vàng đại không? Bà Xui có lấy vàng đại không? Còn mối vàng đại thôi. Ngọc Minh Minh Ngọc ơi, Minh Ngọc có mối vàng đại thôi, có lấy ủng hộ không? Ủng hộ Nhung với nha. Ok báo với, ok đi. 5969 tay giáp lăng may phối, in áo, in cơ thân, in quần. Màu xám này. Màu đẹp lắm. Vàng đại chị Nami, em cảm ơn chị. Em cảm ơn chị Nami. 5969 vải chính phẩm cao cấp. Mà bây giờ vẫn được 5969 thật sự luôn, giá quá rẻ luôn. Giá quá rẻ luôn. 8, bạn nào lấy 8 ủng hộ em Nhung 8. 5969. Rồi Bảo Lam vàng đại luôn. Cảm ơn Bảo Lam. 8 nha các bạn. Cảm ơn Minh Ngọc, cảm ơn Minh Ngọc. Minh Ngọc có lấy đại không? Minh Ngọc vàng đại hoa. Minh Ngọc ơi, còn mỗi vàng đại thôi, hết vàng nhí rồi. Rồi cảm ơn Minh Ngọc luôn. Hình in ở ngoài em dễ thương vậy. Cả nhà cứ đặt cọc giúp em để lấy hàng nhá. Chị Bích Hoàng thương quá. Xám nhí cho hàng Miu. Xám nhí cho hàng Miu. Con đi ngủ đi, 11 giờ rồi, còn vàng của mẹ.
Ôi anh chàng mập bụng này. Vàng đại chàng Minh Hoàng. Thấy vàng rồi. Hả? Đã chưa hả? Rồi được rồi, đi hẹn với con trai yêu. Nó to quá. Vậy hả? Thiên Thảo hả? Không. Thì chả anh nhé, có bốp cả bốn. Có hình ảnh hết đấy. Vàng đại chị Trương Huỳnh Bích Hoàng. Chị ơi, chị phải nhắn đầy đủ thông tin và đặt cọc giúp em nhá các bạn ơi. À vàng đại hết rồi. Bây giờ còn một xám thôi. Trang Minh Hoàng không có luôn hả? Trang Minh Hoàng không có. Trang Minh Hoàng không có vàng đại. Vậy thì lấy màu cam đi. Màu cam nó đẹp dã man luôn. Thì sửa màu cam ở ngoài nó còn đẹp hơn. Ê màu cam, cam bộ nhí đâu? Đây đây đây. Cứ chị Nhung ơi. Không lấy màu xám, lấy màu vàng đi. À, hết màu vàng rồi. À, chị mới đặt cọc giùm em nhé. Chị mới, chị Bích Hoàng ơi, chị nhắn Zalo giúp em nhé. Chị nhắn thông tin đầy đủ trong Zalo giúp em và cọc giùm em. Chị mới cứ cọc đi, thứ năm em sẽ like lại tiếp mà. Ngày mai em đi đơn rồi. Tại vì em like từ ngày hôm qua giờ rồi các bạn cam. À, lúc nào cô chị Nhung alo Khánh Nhung nha, chị thông qua báo. Cô lô chính xác là cam không chóe, em yêu. Bốp ơi, chị không biết như thế nào định nghĩa là thế nào là chóe mà không chóe. Nói thiệt, đây, cái này là chóe này. Còn đây này, hai tông khác nhau. À đây, nó cùng cam với F-Zin các bạn. Cái cam này cùng cam với F-Zin. Cam này cùng cam với cam F-Zin. Đó, hên quá, có thằng Tu Tin đó đứng đây rồi. Hai anh cùng nhau, hai anh giống nhau. Đó, cùng cam với F-Zin của Tít, của Tony đang mặc. F-Zin nào? F-Zin là bộ thương hiệu F-Zin. Rồi bây giờ đi lên, con đang mặc bộ F-Zin của mẹ đấy. Nào đi lên này, đi lên ra. Nhớ, mẹ yêu là cơm này, thương, đi lên. Học bài xong chưa? Nghe học bài xong chưa? Ôi giỏi vậy. Cái bộ đàn vừa mẹ chế lắm ạ. Bộ đàn là bộ này. Bộ này bộ bé gái mà. Bộ bé gái hồi nãy mà. Cam nhí cho hàng Miu. Cam nhí cho hàng Miu. Nè màu cam mà. Cam này thì không phải cam cháy đâu. Cam vừa. Cam thì nó phải sáng hơn so với các màu khác rồi. Nhưng mặc đẹp. Ô ok, Thiều Hảo, Thiên Hảo nhắn tin đi. Chị nhắn tin trong Zalo đi nhá. Cảm ơn chị Thiên Thảo. Bấm theo dõi Trang đi. Bấm nhận thông báo đi, mỗi lần em like các bạn sẽ nhận được thông báo. Bấm theo dõi đi. Rồi màu xanh. Màu xanh. Rồi xanh đẹp chưa? Xanh ngọc. Đẹp lắm luôn á, riêng màu xanh rất đẹp. Màu xanh cực đẹp luôn. Những hàng này đều có hình hết nha. Các bạn về các bạn chèn thêm hình ảnh của mình nữa vô. Trời ơi xanh này. Ai lấy xanh không mình xanh giúp em. Trời ơi xanh đẹp quá à. Xanh mát ruột luôn, các bạn lấy xanh đi, đừng suy nghĩ. Ba Thái lên rồi, Ba Thái đang lên trên phòng đó. Ba Thái trên phòng á. Có thấy thôi. Ba vừa lên xanh. Chắc là ba ở chỗ phòng của em. Con đi qua phòng của em. Không có thấy đâu. Đó. Em gọi thử thôi. Không không, mẹ đang like, con đừng cầm điện thoại. Xanh nhí cho Thanh Bi. Con gọi cho con hỏi đi. Mẹ nói là Ba Thái đi lên trên phòng của em á, con đi qua phòng em. Rồi ai lấy xanh ủng hộ em Nhung xanh nhá. Xanh. Cam nhí cho Lê Hằng. Vải đẹp lắm. Cái cam nhí hồi nãy cho Hằng Miu rồi đúng không? Ủa cái bao ở tải của Nam là bao tải gì vậy? Xeo đầm Luni, có ai hóng đầm Luni ông xeo cho. Hả? Có khi mày có tin là mở xong rồi tự đóng không? Mày có nghĩ hoàn cảnh đó không? Chị thấy đây một cam. Ừ nhìn này cưng chưa? Trời ơi cháy nè, nhìn đẹp chưa các bạn ơi? Đẹp lắm luôn á. Màu đô nha, cái này là màu đô. Ba lỗ đô vải chính phẩm. Ba lỗ đô vải chính phẩm. Quần đùi của nó như thế này đây. Đó, ba lỗ đô. Cái này là quần đùi không phải quần lửng nha các bạn nha. Quần đùi, ba lỗ, được chưa? Đẹp lắm luôn ấy. Những cái hàng này thì vải quá chất luôn.
vải quá cao cấp luôn nha mọi người nha. Em sell cho mọi người luôn, những cái hàng này cũng vậy 5969, bây giờ em sell mọi người đó 5363 luôn. 5363, ok chưa? 5363, bạn nào lấy comment giùm em 5363. May phối hai bên cầu. May phối, quần in phối, may phối, quần phối. Túi mổ thật hai bên, đường kim mũi chỉ may quá nét luôn mà 5363. Rẻ. Rẻ xuất sắc luôn. Rồi bạn nào lấy đô, còn mỗi cặp này đẹp lắm. Trời ơi má ơi. Cái này cũng chỉnh sao. Nằm lên phát đây luôn. Rồi, cặp đô cho Minh Ngọc. Sao điện tôi thoại tôi cười vậy ta? Nhí đô Tiêu Ngải. Minh Ngọc là cặp phải không Minh Ngọc? Minh Ngọc nhắn thông tin đầy đủ chị kiểm tra nha. Rồi đô ok màu xám. Cặp đô Minh Ngọc rồi ok em. Xám này. Đô nhí cho Lê Hằng, vải đẹp lắm. Vải rất đẹp luôn. Rồi xám, bạn nào lấy xám qua bằng xám thì em thương quá. Thật sự luôn các bạn, cứ tưởng tượng cái cảnh mà các bạn đi bán cả ngày xong rồi tối vào cứ lọ mọ cầm điện thoại chốt đơn. Xong mà các bạn. Thì mặc dù là em đảm bảo luôn cái nghề nào thì cũng nó vất vả, nhưng mà sao em cứ tưởng tượng cái cảnh mặc dù các bạn được ở nhà, mặc dù các bạn được nằm trên giường hoặc là các bạn được ngồi đàng hoàng luôn, được ngồi quạt, ngồi máy lạnh đầy đủ hết, nhưng mà sao vẫn thương các bạn vô cùng luôn á. Thương bởi vì sao? Đi bán cả ngày vất vả ghê gớm luôn rồi xong rồi tối vào ngồi lọ mọ chốt đơn. Sao mà người phụ nữ mình có thể tuyệt vời quá, hy sinh quá trời luôn. Tranh thủ con ngủ bắt đầu ngồi lọ mọ cày like với em Nhung. Trời ơi sao mà chịu nổi trời. Siêu nhân hết rồi bảo like. Để tuần sau Nhung ra lô siêu nhân. Có siêu nhân có tay hàng thung lạnh các bạn có lấy không? Hàng thung lạnh, hàng 3D. Hàng 3D, hàng thung lạnh. Có hàng đó, chưa like. Rồi bạn nào lấy xám ủng hộ em xám nha. Xám. Rất là nhiều chị toàn đi bán cả ngày luôn. Xong rồi tối về vẫn cứ lọ mọ lấy hàng. Chịu sao xấu trời, thương quá trời luôn. Vàng còn gì Nam ơi? Giống bà Nhung vậy thôi. Bà Nhung vậy các bạn. Like, like, like ngày, hôm nào like thì like. Xong rồi tối bắt đầu lại lo cho con, đêm vô. Đấy. Nhưng mà được cái thì có thái mập buổi tối là nguyên tắc là tối thái mập trông con. À, hàng thung lạnh à. Hàng thung lạnh chắc là do người ta không quen á. Thương nhỉ, thiệt. Em thì được cái là ví dụ như có thay mập buổi tối chia nhau ra, ban ngày thì em chăm con, em không like là em sẽ chăm con, nhưng mà buổi tối là thay mập phải chăm, không cần biết làm gì hết, không biết ngày hôm nay làm gì, nhưng mà tối là thay mập phải chăm. 1-2 giờ sáng bao nhiêu mấy giờ đó bú con bú sữa là phải thay mập đó. Rồi ai lấy chị đang sell có 5363 này, Bùi Thu Hà sell 5363 này, hút đi em đẹp lắm luôn đó bé. 5363 vải mướt ruột à, Minh Ngọc cặp. Thiệt đấy chứ, chị nói thiệt xong lòng mà. Thiệt chị nói như bé Lê Hằng cũng vậy đó. Rồi xong rồi ban ngày thì lại tranh thủ chạy qua kho lấy hàng. Trời ơi, quá trời việc tự nhiên. Cặp vàng cho Minh Ngọc, còn gì nữa? À. 5363, Thu Hà ơi, lấy đi. Đang sale đấy, đang sale đấy em ạ. Vàng cặp còn màu nào nữa không? Màu cam. 5363, chốt đi em ạ, nó đẹp lắm. Em à, em à, vì con. Không, chị không bán lẻ đâu, vì con. Không bán lẻ nhá. Cam. Thung lạnh thái, siêu nhân. Bán chạy lắm. Hàng nghiêm 108. Dưới hả? Để kiếm cho lô các bạn. Rồi ai lấy cam comment cam giùm em. Cam. Thấy không? Cam phối xám nhìn nó nhu hơn, nhẹ hàng hơn, sang hơn, sáng. Sang, sáng, đẹp. Cam 5363. Ủa các bạn chốt mạnh lên. Trời ơi cái hàng này nó rẻ giá ma luôn các bạn. Chốt đi. Cái gì để sell cho các bạn cho nó hết hàng ta? Có chỉ bộ con vịt trắng đó, còn bộ đó. Dạ, còn có ri kìa. Đó. Cả nhà có măng cam đi. Còn cặp cam thôi. Xanh này chị lên chưa ta? Xanh lên rồi hả?
5363 Bùi Thu Hà. Số đi em đi. May phối tay vải đẹp lắm. Rồi cả nhà lấy xanh comment xanh giùm em. Ở đây bé gái còn đúng cặp này. Bé gái còn đúng một cặp này duy nhất. Bé gái còn đúng một cặp này. Quần xếp giả jean, không nhớ giá nhiều hết. Hàng này người ta đang đi tới tận 60 mấy ngàn là giá sale. Hàng này người ta đang đi giá 6 mấy ngàn là giá sale. Em đi 55 ngàn, 55, 65. Quần giả jean, vải giả jean 55, 65. Đẹp tuyệt vời luôn, túi mổ hai bên. Các bạn nhìn thấy không, áo cấp top. Hiện con quả trứng gì đây này, thương lắm. Cưng quá à, hàng này mặc đi chơi đều được. Mặc đi học cũng được, mặc ở nhà thì quá xuất sắc luôn. Nha, sale 55, 65. Bạn nào lấy, còn co cặp teo 5565 bay cứ bọc mất rồi. Cặp là chị An Viên. Cặp chị An Viên, em cảm ơn chị. Ai hóng? Cái này là gì chị không nhớ luôn này. Hết rồi. Lê Hằng với Hằng Lê. Hết rồi, bảo em cái cặp bộ nè. Bộ ly nước. Cái này mặc lên rất là duyên. Cái này là mặc lên duyên lắm luôn á. Cái dây này nè, là các bạn có thể ở giống như là nè, áo lệch vai như thế này. Không, các bạn hình dung không, nó sẽ hở cái đoạn vai như thế này. Dễ thương thế. Các bạn nhá, đó, nó có thể lập vai. Cái hàng này là hàng lệch vai. Và cũng vậy luôn, giá rất là cao. Những cái hàng như vậy, cái quần giả jean như vậy rất là cao. Em treo mọi người giá 4959, xả hết cho mọi người 4959, bán lỗ cho các bạn luôn. Cái này các bạn có thể cột nơ cũng được, hoặc cho con luồn dây cũng được, cột nơ cũng được, kiểu gì cũng lên được hàng hết. Nói chung là rất là xinh đó, kiểu dạng như vậy. 4959 một set chơi như thế này, ăn chơi. Hàng giả jean mà em bán 4959 thì sao mà chịu nổi. Hốt đi các bạn ơi, hốt đi. Nó còn 4 năm cặp gì đó. Xếp giả jean mà 4959. 4959. Các bạn hốt đi. Còn nếu không bà Nhung bà cho lên kệ bà cất. Bà để dành ít bữa nữa bà cho like. Khi nào vào hàng vào mùa rồi cái là các bạn bán giá cao lắm. Không được giá này đâu, đưa chị Nhung nào. 4959. Miền Lan và tiếp từ đường phải. Còn màu nào nữa đây, còn lại gì nữa. Thôi cho qua hai mã này. Ê, gì nhở, ép đi mình còn ba lỗ không? Hàng quá trời nhiều. Cái bộ kia là bộ gì nào? Bộ ngoài cùng ấy. Có tay. Tay bộ Thổ Nhĩ Kỳ hả? Không. Bộ đó là bộ gì? Hoa là tê. Lên lạ lạ, thấy lạ lạ vậy. Thôi xếp bé gái luôn. À, hàng ART bộ này. Chiều nay bạn nào hỏi chị ơi hàng này còn không? Chiều nay trời ơi vải nó đẹp. Thương dễ sợ luôn. Ô vải đẹp lắm luôn đó các bạn ơi. Trời ơi vải này mướt rượt rồi. Thật sự em nói thiệt lòng luôn, vải đẹp lắm luôn á. Vải mê mẩn luôn. Nhá, quần xám. Đẹp tuyệt vời. À, màu này gọi là màu cam. Ba lỗ cổ, còn ba lỗ cổ không? Chắc còn không? Còn thì cái gì? Cái này nè, em sale cho mọi người luôn. Hàng này bữa hôm trước là 5969, bây giờ em sale cho các bạn luôn. Em sale cho các bạn giá 5363 luôn. Hàng đẹp tuyệt vời luôn. Em cam kết với các bạn là vải cực đỉnh nha các bạn nhé. 5363 sale. Ôi tiếc quá, cái bộ đồ vải đẹp giá như vậy. 5363. 5363 nha các bạn nhé, 5363. Ai lấy mình giùm em 5363. Cam. Cái đó là cam.
cái này gọi là xanh. Xanh này đẹp này. Xanh này đẹp này. Thấy chưa, xanh đẹp này. 5363 xanh. Xanh 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 5363. Rồi bạn nào lấy xanh các bạn xanh giúp em. Xanh. U các bạn ơi, các bạn có chốt không? Mỗi bạn ủng hộ 1-2 ri đi. Sao lặng lặng vậy? Bây giờ các bạn hóng cái gì em like cái đó cho các bạn luôn. Muốn lên cái gì? Bộ gái trai. Ê cái gì nhỉ? Bộ xét bộ hàng hàng đuổi của bên kia qua lên chưa? Chưa lên nè. Thánh Nhung. Ừ, các bạn chờ một xíu nha, kiểm tra giá. F-Zin 3 lỗ hết rồi, còn mỗi lô cũ thôi. 3 lỗ đại trai, áo thiết kế. Rồi, thôi được rồi, hàng của anh nha này. Bộ bé gái, đuối bé gái nha. Hàng này cũng có hình ảnh luôn. Cảm ơn Thiên Thảo, ok lát em check cho lên nha. Đằng sau này vải đẹp lắm, hàng của nhà này thì quá xuất sắc luôn đó. Đuối vải cao cấp, đuối nha, đuối cao cấp nha, theo hai con thỏ. Hàng này nó đẹp lắm, hàng này cũng đang đi order giá rất là cao luôn. Có cái vải đuối nó xịn thôi rồi luôn. Màu ruốc, cái này là màu cam. Quần đùi kiểu dạng như vậy này các bạn, đó nó như thế này. Barbie doll 2 tầng. Bộ bé gái đuổi tầng 59.000, đuổi tầng 59.000 nhá. 5969 form to, hàng này là hàng cực đỉnh luôn. Trời ơi hàng theo đó. Ừ, nhắn Zalo chị Nhung đi, tại vì giờ này em nói nhiều khi chị không nhớ. Ok Thiên Thảo. Xuất sắc chưa? Rồi ai lấy comment nhanh giùm em 59.000. Đuổi nha. Ừ 5969. 5969 đuổi. Hả? Hồng. Hốt đi, form to lắm, đẹp lắm luôn á sứ. Bộ cá mập hả? Bộ cá mập bé trai. Rồi phấn này. Em nói lấy cái hàng này vi vải nó mát mặt mát mà thôi rồi luôn. Mát giả ma luôn nè. Ai lấy phấn ủng hộ em Nhung phấn nha. Nhĩ Đại 5969, hàng đối cao cấp. Cái vải đối nó đẹp quá, vải đối nó mát ruột luôn. Ai nhận một lần thôi là các bạn sẽ mê cái chất vải đối nhà này luôn. Một lần thôi các bạn, vải đối ở nhà này nó sell nhá. Đây. Đẹp chưa? Nguyên một đồ hàng đối cao cấp mà giá chỉ có 5969 hàng theo. Cái này là theo. 5969. Ai lấy đối comment đối. Màu hồng. Ủa, chốt đi các bạn, sao im lặng dữ vậy? Im lặng thì tắt like đi ngủ. Mai chốt đơn đi hà. Hen, ok không? Rồi, vàng. Nhĩ Đại. Nghe vàng này các bạn này. Nghe, ủng hộ mỗi bạn một ri thôi, không cần nhiều. Nhận về đi một lần thôi. Tức là nhập hàng đuổi cao cấp này, đuổi nó là đuổi siêu cao cấp. Nhận về một lần. Nhận về một lần thôi là các bạn sẽ biết được cái chất đỉnh như thế nào rồi, xong lần sau lấy thế nhá. Rồi ai lấy comment giùm em. Đuổi Barbidon 2 tầng như thế này, hàng theo mà 5969 là quá rẻ luôn. Cực rẻ, hàng nghiêm mới lên nha mọi người nhá, hàng vừa mới lên luôn. Thơm phức cùng phục vải luôn. Thơm mùi vải, còn thơm mùi vải. Không thể giảm được thì nói thiệt lòng luôn. Hàng lên đã tới tận 56.000 rồi. 56 mà vận chuyển về đây chưa tính luôn á. Hàng từ tận dưới Bình Long An lên luôn á. Chưa tính tiền vận chuyển á. Đó là giá mà tính thành phẩm xong á. Thì nói thiệt mà. Bốp, chị nói thiệt lòng, vải đuổi cao cấp, đuổi đẹp lắm. Một bạn nào đó chốt đi, chốt và lấy về, nếu không đẹp em cho quay đầu. Riêng mã này em cam kết mọi người, nếu bán không được em cho trả hàng. Không bán được cho trả hàng, ok chưa? Cá mập từ tờ thị trường. Không bán được cho quay trả hàng. Đuối và đuối cao cấp mà, trời ơi, 5969, đuối cao cấp nha mọi người nha. Đuối cao cấp, Barbidon 2 tầng. Đó, hàng này không bán được cho trả hàng luôn.
không bán được cho chợ hàng. Riêng anh này dám bao cho mọi người, đuối siêu mềm, trời ơi đuối nó mềm dã man. Nhận một ri đi, không cần đặt nhiều, các bạn nhận một ri thôi, tại vì các bạn chưa quen chất đuối đó, đuối mềm lắm luôn á, các bạn lấy một lần đi để biết được không đẹp. Riêng hàng này bạn nào lấy một ri mà về 2 ri 3 ri 5 7 ri hay bao nhiêu ri chăng nữa, về không ưng cho quay đầu và bà Nhung bà chịu tiền ship. Các bạn đừng có tính tiền ship, cứ đưa vô đây bà Nhung bà tính cho. Đã lỗ chơi chơi tới luôn, chơi cái đó để các bạn lấy hàng thử ra xem các bạn thấy đẹp không như thế nào nhá. Rồi ai lấy cho mình em, đại màu ruốc, đại ruốc. Chị Trang Minh Hoàng màu nào? Có 4 màu thôi, có 4 màu thôi. Rồi các bạn nhìn màu lại giùm em với. Cái này là đại ruốc, vải rất là đỉnh luôn. Các bạn chưa bao giờ lấy được cái đuối này đâu. Đuối quả nhày là dòng hàng đuối cao cấp của nhà Kít Tai. Nó là cùng dòng đó, cùng hết đó, cùng dòng của nhà Kít Tai, đồ này của Alado đó. Cùng cái dòng đó đó, Alado đồ này kia. Không có dây chị ạ. Nó cùng dòng đuối của nhà, dòng hàng cao cấp đó. Alado Kít Tai đó, cùng cùng dòng đuổi này nhá. 5969. Trang Minh Hoàng lấy màu nào? Màu vàng. Vàng chặt cho Lê Thủy, ok, Lê Thủy. Có vàng. Có phấn, chốt đi. Cho quay đầu nếu không ưng mà. Em cho quay đầu bao hàng trả tiền ship luôn, bán không được quay đầu lại cho em, riêng mã này là em dám đảm bảo mọi người vậy. Tại vì các bạn chưa quen đuổi bao giờ, các bạn phải nhận cái hàng đuổi của Alado. Đuổi là các bạn lấy thử rồi các bạn biết nó đỉnh dã man luôn. Đuối đại cho bốp. Lấy đi, không phải là vì là các bạn muốn các bạn chốt hàng đâu. Lấy một lần để xem cái chất đuối nó dã man đẹp như thế nào nhá. Rồi, cặp hồng cho chị Trang Trần, vàng đại cho chị Trang Trần. Ok, cái này là ai lấy phấn thì có mần phấn thì mê. Trời ơi, hàng này là em chỉ bấm một nút nhạc thôi là các bạn buông, các bạn đến lấy hết luôn á. Em nói thiệt sự luôn, em chia cho các bạn xỉ ở các bạn xưởng thôi. Được, nhận về đi, nó đẹp dã man luôn á. Nó mềm cực, đuối của Alado mà bé. Ừ, chứ chị nói mềm hơn cô Tách mi ơi. Nhận về đi, nhận về đi để biết đuối nó đỉnh như thế nào. Trời ơi, nó mềm nhũng đây nè. Đây nhìn kỹ chất đuối giùm em. Nó mịn, nó đanh mà nó xịn. Nhận đuối này để về, để so sánh với những dòng đuối thường nha mọi người nha. Để các bạn hiểu được là đuối cao cấp nó đẹp như thế nào. Rồi, mà form nó to. Hồng cho, hồng này cho, hồng phấn đúng không? Lê Thủy lấy phấn đúng không Lê Thủy? Hàng Blue Link Ring mà. Rồi cái dòng hàng này nó mắc lắm luôn này. Rồi ai lấy hồng phấn, comment hồng phấn, hàng theo. 5969 Babino. Màu phấn. 4 màu, cái này gọi là màu phấn, được chưa? Rồi. Cái này gọi là dâu. Hàng mà nhận về không đẹp em cho quay đầu, em cho quay đầu em trả tiền ship. Cặp phấn chị Vũ An Hoa. Lấy thử một cặp. Lấy thử một cặp. À nhé, không bán được trả. Ừ, không bán được trả. Chị cho cái đó luôn mà tội gì không lấy. Hết, không bán được trả. Cứ đem thẳng cho trả bà Nhung. Trả luôn bà Nhung luôn. Chơi cái đó luôn á. Nè, cái này là hồng dâu. Vải đẹp. Lấy chủ yếu là em muốn là các bạn lấy thử để các bạn xem là cái chất đuối cao cấp của Hà Nội nó đỉnh như thế nào. Nó không phải là đuối thường, cái đuối này là đuối cao cấp. Dòng đuối nhà Alado mà. Được trả, em cho cây đầu trả. Trả tội gì không lấy, cái này là đuối màu hồng dâu. Cái này hồng dâu. Rồi, cái này là vàng. Đuối mềm dã ma luôn. Đuối này là đuối thấm mồ hôi luôn á. Nhá. Đằng sau có hàng nữa. Thật, không bán được cứ trả. Bao hàng cứ đó luôn á. Nè, 3 tầng như vậy này, mặc lên y kiểu dạng 3 tầng. Rồi ai lấy vàng có mình vàng giùm em, lấy thử một cặp đi. Sao mà cô Tông thì các bạn lấy ầm ầm mà đuổi thì các bạn ngại. Lấy thử cặp đuổi vàng cho Minh Ngọc, ok Minh Ngọc. Nhí vàng cho bạn bốp luôn. Ok. Không có nhiều đâu. Trời ơi, hàng của nhà dòng họ Thương Cao hiệu cấm. Ok, Lê Thủy lấy hồng dâu nhé. Ok Lê Thủy. Rồi có vàng, có hồng dâu. Đuối ngoài Bắc bọn chị hay bán mà. Vâng ạ, à, đúng rồi, thời tiết nào nóng lạnh. Ê, thời tiết nào cực nóng là phải mặc đuối. Ngoài Bắc mà trời mà 40 độ là chỉ có lanh và đuối. Em nói thiệt, đuối nè. Tại vì hàng này đóng ra Hà Nội dã man luôn mà. Hàng này em đóng ra Hà Nội dã man luôn. Em nói thiệt sự luôn, nhưng mà em ít khi em like. Bởi vì thường các bạn sẽ ôm cả lô. Em nói rất là nghiêm túc luôn, các bạn cứ lên đi. Và thậm chí bạn nào mà đi An Đông hay gì nhà Ninh Hiệp, các bạn đi kỹ, các bạn sẽ thấy những dòng thương hiệu như thế này.
chất vải, vải đỉnh luôn á. Em nói ra những bộ đồ này ra ngoài Ninh Hiệp tới tận 7x rồi, chứ không phải giá 5-9 ngàn đâu nha. Rồi ai lấy comment nhanh giùm em màu ruốc, màu vàng hết rồi đó, em đang mặc màu vải đó. Búi đẹp lắm bố ơi, chị nói búi đẹp lắm, nhận về đi. Nói chung là không nói nhiều nữa, bao hàng mà rồi thì bao hàng, không bán được thì cho các bạn trả đầu rồi mà, là đủ biết rồi. Phấn đại vàng đại Trang Minh Hoàng chốt đi, màu phấn, màu vàng, màu dâu, không bán được quay đầu trả, trả tiền ship luôn cho em. Nhung trả tiền ship cho, bao hàng để các bạn một lần thử đuổi bên bà Sài Gòn. Quan trọng là thử một lần đuổi đỉnh của Sài Gòn nó như thế nào, nó đanh nó mịn và nó mềm như thế nào nhé, nó đanh nó mịn nó mềm như thế nào, mặc thử một lần để xem như thế nào. Chứ bán chạy lắm, trời ơi, đuổi đấy đóng ra Ninh Hiệp mạnh động giá ma luôn mà. Cái này màu cam, cam can sữa, đuổi đuổi Alado các bạn. Các bạn biết là một cái đầm đuổi của Alado bán giá nhiêu đầm nha, chứ em không nói bộ nha. Set bộ của Alado giá rất là mắc, nhưng mà nếu mà đầm của Alado không là 80 mấy ngàn. Đầm chỉ có suông chứ A thôi, chứ đừng nói là bộ như thế này. Bộ như thế này bây giờ giá nó cao lắm. Chất vải đuổi của Alado. Ừ đúng rồi, nó đó. Rồi ai lấy cái mình nhanh giùm em. Đuối phấn, đuối vàng, đuối hồng dâu và đuối cam sữa, 4 màu. Rồi thôi chán chết đi rồi các bạn. Ế là nghỉ đó, không bán nữa. Ta nghỉ like. Ê màu, màu cái gì nhỉ, bộ khủng long kìa. Cho đi. Cặp cam. Cặp cam này xuống ngon. Không có đuối sao. Ừ đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Muốn sell hàng gì em sell cho. Thầy cứ phán khoảng tầm 5-600 gì đó, rốt vậy. Chị đưa dần cho em. Hồng dâu cho chị Trang Trần. Ok chị. Dâu, dâu con cần phải có gì gì đấy. Đó rồi. Dâu nó đủ dâu đủ. Rồi, Nguyễn Ngọc Hân là cam nhí với phấn nhí. Nguyễn Ngọc Hân cam nhí phấn nhí bốc đi em. Bốc trần vào. Cam nhí bên này. Đào Thanh hàng cao cấp nha. Đầm đuối, đuối này, chất đuối này cùng với Alado, cùng với đuổi của Kit Tai. Chưa có hàng. Cho em mà nghỉ gì. Ơ sao mi không lấy bộ này? À chiều nay bộ này mi coi rồi. Ừ. Nguyễn Ngọc Hân cam nhí phấn nhí. Suốt ngày vàng, chả nhẽ lấy thêm cam. Lấy phấn đi, phấn nó đẹp. Bé này, lấy phấn đẹp muốn chết luôn á. Xong lấy phấn. Vàng cam đại cho chị Nhung Bùi. Em cảm ơn chị. 5969 bộ đuổi cao cấp. Trên đầu nóc đầu của ừ cho quay đầu mà tội gì không lấy, cho quay đầu luôn á. Cam đại vàng đại chị Nhung Bùi. Nhung Bùi phải mắt rụt rồi, giá man luôn. Thế em có cặp hồng không? Chưa nghe điểm danh. Điểm danh rồi, có rồi. Đào Thanh, Đào Thanh là đại dâu vàng cam. Đào Thanh dâu vàng cam đại hết nha. Đào Thanh là khách cũ phải không? Chị cứ kiểm tra giùm em. Đào Thanh là khách cũ bên em hả? Hay sao? Báo em rồi em bớt. Đào Thanh là khách cũ bên em hay báo lại? Ai biểu chốt yếu quá là phải nghỉ thôi. Nghỉ. Hàng đẹp giá ma. Chị Thu Lê, đuổi nè. Đuổi của nhà Alado ấy. Đuổi mà cùng với chất của Alado ấy chị Thu Lê. Nè. Bộ đuổi. Bộ đuổi bé gái. Đẹp lắm. Ôi đẹp mà các bạn không có biết được rằng là chất đuổi của Alado nó đỉnh giá man như thế nào. Cảm ơn. Phấn nhí cho bạn bốp. Nó may 2 tầng như vậy nha mọi người nhé. 2 tầng Barbidon. Vải đuổi siêu mầm. Mắt ruột hà. Ừ, Mon hôm nay đã tới nhà nó lấy rồi. Phấn đẹp, chị nói thiệt là phấn đẹp lắm. Hả? Không không. Đây. Trời ơi, mắt ruột à. Bạn nào đến kho các bạn biết hết à. Rồi, ai lấy comment nhanh giùm em. Màu này là màu dâu. Tội nghiệp mê Mon dễ sợ luôn. Lại giành nhau rồi, không nhận phải luôn. Bà bá đạo ghê hả? Thấy hàng đẹp mà, chị nói đẹp lắm. Đẹp lắm luôn á, ở ngoài mê lắm. Hôm nay chưa coi hàng này à?
hôm nay ủa à hôm qua em ngày qua tới kho hàng chị chưa về đúng không? Rồi cái này màu dâu, màu vàng, màu phấn, màu cam này, dâu này vàng này. Bà ấy là chuồn sò bố, bao quay đầu mà bao quay đầu mà không dám lấy. Cùi bắp, bóp một cùi bắp. Ôi em cảm ơn chị Nguyễn Vân Huế, hôm nay chị đã trở lại, chị ủng hộ em Nhung. Chị Nguyễn Vân Huế nhí đủ màu. Chị, em cảm ơn chị. Lấy đi chị, nếu không đẹp quay đầu lại cho em nhá. Nguyễn Vân Huế nhí đủ màu, em cảm ơn chị. Có 59.000 mà hàng Babydoll vải đẹp như thế này. Không giờ bán được chưa chị ơi? Ấy thì nghỉ Tết quá lâu luôn. Bán ổn ổn tí nào không chị? Em thấy nó năm nay mọi người cũng vất vả quá. Vàng nhá, Babydoll vàng. Ngoài Huế ổn không chị ơi? Ai lấy vàng ủng hộ em Nhung vàng này. Ai lấy dâu comment dâu này. Ai lấy phấn comment phấn. Này nhí đại, nhí bự, nhí to rồi này kia mặc chất luôn. Vải mất ruột ra, lạnh lạnh tay luôn á. Này màu phấn. Thấy lắm em. Em thấy chị nghỉ khá là lâu. Dạ. Phấn nha, cái này là phấn đó. Chị Thu Lê ủng hộ em màu nào không? Bao quay đầu nha, riêng mã này cho bao quay đầu giá man chưa? Bao hàng không bán được cho quay đầu. À, bạc chơi chó, chơi cái kiểu gì đâu mà chơi chơi tới luôn á. Cứ mong chị bán được nhiều hàng. Phương quá, cảm ơn bố. Cảm ơn bố nhiều lắm luôn á, thiệt sự luôn. Các bạn cứ như thế này sao chịu nổi. Mỹ Linh ở đâu vậy? Mỹ Linh Đắk Lắk hả? Báo Mỹ Linh. Vàng dâu cho Mỹ Linh. Vàng vàng dâu, cái đầm này đẹp lắm này. Màu vàng với màu dâu của Mỹ Linh, lấy cặp. Cầm dao cho Mỹ Linh. Ừ. Hàng này phấn nhí cho Thanh Bi, ok phấn Thanh Bi. Phấn nhí cho Thanh Bi. Ừ. Cả nhà, cái đầm này nó đang đi xỉ là 660.000 một ri. 660.000 một ri. Cái đầm này gắn bó 2 năm rồi nhỉ? Ừ. Rồi vậy mà đã vậy ngồi tám như kiểu dạng như còn nhiều khi còn tám nhiều hơn bà Nhung với bà Tuyết tám nữa. Bà Nhung bà Tuyết nhiều khi hả, hai con mẹ ngồi đối diện nhau nhìn mặt nhau lườm nhau cái xong đi lên nhà hết, mỗi thằng một cái nhà, mỗi một thằng một cái góc bếp, rồi xong rồi bấm điện thoại chat với nhau có nói chuyện, ê hôm nay ăn gì chưa, rồi cứ khỏi ăn đi nhịn đói luôn, đớ phải lên ăn cơm, thế là hết giờ. Còn mẹ bốp thì tám chân trời xuyên lục địa luôn. Thế chị nói thiệt mà, Đà Nẵng nha, à Mỹ Linh Đà Nẵng, ủa Mỹ Linh Đà Nẵng hôm nay cũng quay trở lại. Hello Mỹ Linh Đà Nẵng, nhắn Zalo nha, Zalo mới, Zalo anh Thái hủy rồi nha, chuyển sang Zalo của em nha mọi người. Trời ơi, nè cái đầm này nó hai lớp, đẹp cực kỳ luôn mà có 49 một cái đầm này, em cũng không hiểu sao mà nó có thể rẻ như thế này luôn á, 49.000 cái đầm lót này, cái vải đẹp kinh khủng, vải đẹp lắm, 49.000, 49.000 xanh. Ổ thân xong. Chị Mỹ Linh nhắn Zalo lại cho em nha, Mỹ Linh Đà Nẵng. Đấy, xanh này. Cái đầm này đẹp lắm luôn mà có 49.000 giá ma luôn. 49.000 đầm xanh, bạn nào lấy ủng hộ em Nhung, vải đẹp cực kỳ luôn. Cái hàng này em không biết nó gọi là vải gì. Em không biết gọi là vải gì nhưng mà vải rất là đã, ok lắm. Ai comment? Gió thổi bay hết. Chị bán được váy. Thế à? Vậy chị bán cho mình một bốp 89.000, bốp chốt 89.000 đi bốp. Đùa hả? Đùa hả? Nhìn nè, 660.000. Đùa hả? 660.000, mong là trở lại lợi hại hơn xưa. Ừ. Cũng giờ cách ly bây giờ em được ra khỏi phải không? Nè. Đùa hả? Tưởng rẻ hả? 660.000 đi 8, bán rẻ cho bà đó bà. Trời bán rẻ đó, nó như thô nhưng nó mềm nhũng mát, đúng rồi. Trời ơi váy này nó như thô nhưng nó mềm nhũng mà mát đó. Cái này mà rẻ hả? 660.000 đi 8 mà ai nói mi rẻ. Mắc thế bà luôn ơi. Mà chẳng qua bà Nhung bà bán cả trớn 49.000. Đã nói là nó đẹp. Rồi, 49.000 cho Mỹ Linh. Cái đầm đó đó, biết đi, có 1 2 ri à. Đẹp lắm, nó không phải là cái vải thô tầm
tập nham ba mấy, bốn mấy, năm mấy mà các bạn tưởng tượng đâu. Nên biết vải đẹp, bóp bố hôm trước lấy rồi, nè. Lấy thử đi, lấy thử một lần đi các bạn. Rồi ai lấy trắng cho mình trắng. Nhìn đơn giản vậy đó nhưng mà rất là đẹp. Hàng tám mấy ngàn của người ta mà. Trắng cho Hồng Phúc Thái, trắng cho chị Nguyễn Vân. Em cảm ơn chị, 49 ngàn chị nhé. Có đại không? Rẻ so với nền nghiệp bà. Trắng cho Lê Thu Hường. Thực sự rất là rẻ luôn. 49 ngàn cái đầm bèo ơi là bèo. Trong khi nó đi tầm mấy. Trắng cho Mon Mon. Cảm ơn Mon Mon. Đẹp lắm Mon ạ. Ê bữa nào chị qua Bon chơi nha. Chị mê cái vụ đó lắm không mê. Nè dây này. Vải đẹp lắm. Vải cực đẹp luôn chứ không phải đẹp thường. Đầm dây. Nè đùa mắc đó, mắc như gì á. 640 này các bạn. 640 ngàn đi 8. Mon Mon ok rồi. Trắng cho Mỹ Linh luôn chị ơi. Trắng cho Lê Thu Hiền chưa. Rồi đầm dây cùng một mã luôn. Cùng một chất luôn. Vải đã vô cùng luôn. Hồng sữa. Sữa hồng. Còn trắng cho Lê Thủy. Vải này Ninh Hiệp xay nhí đá 85 ngàn giảm 25 chị. Nhưng mà phong không to bằng phong của chị Nhung đúng không? Làm sao mà to bằng bà Nhung. Hồng đẹp mọi người ơi. Bốp lấy rồi đó. Dạ dây này của chị Nguyễn Vân 49 ngàn đó chị Nguyễn Vân. Vải đẹp lắm 49 ngàn đó. Những cái đầm này các bạn cứ về các bạn bán thoải mái. Hồng sữa cho Mon Mon luôn. Tội nghiệp Mon Mon nó ngồi nó chỉ có hậu. Nó không có nhìn hàng. Nó chỉ nhìn có xem cái mạc rời hay mạc in. Hồng Mon. Rồi sữa Trang Minh Hoàng luôn. Thấy. Cái này của Mon Mon kìa. Kìa còn một sữa tay em đó. Cái này của Mon Mon để Trang Minh Hoàng không có. Có đại luôn hả. Cái này là áo hả. Nhà nó đấy. Cũng to chị ạ. Vậy hả? Phong cũng được hả? Vậy là chắc hàng Hà Nội đóng ra quá. Chắc hàng Hà Nội đóng ra hay sao? Nè. Đưa chị Nhung coi. Lát chị Nhung coi. Còn đâu mà lấy thêm. Cái này là áo bẹt vai. Có thể mặc bẹt vai cũng được. Tay kiểu dạng như vậy này. Nhìn mặc thôi. Tội nghiệp bé chính xác. Nhìn mặc thôi. Cái này là áo thiết kế size đại màu trắng. Cùng với cái lô áo đầm luôn á. Cùng lô đầm luôn nhá. Đại màu trắng. Ủa này nhiều không bé? Đại trắng. Hàng này em, hàng này thì nhầm chết rồi. Nó bị tính nhầm mình giá đầm rồi. Áo này em đi cho mọi người giá 39 ngàn size đại. 39 ngàn. Khổ cái vải mê thật luôn á. Thiệt 39 ngàn. Áo đại này cho bốp. Đại nha bốp. Nè đại cho bốp. Đại cho Mon Mon. Có mấy đi vậy? Đại cho Mon Mon. Giá của nó là 390 mấy? 4 à? Ủa làm gì? 390 rồi đi 5 chứ sao đi 4 nổi. Vừa đến rồi vậy ạ? 390 đi 5. 390 ngàn đi 5. Các bạn nhìn thấy không? 390 ngàn đi 5. Dạ mai chứ. Hết đại trắng rồi Mon đi. 391 đi 5. Đó. Rồi ai lấy? Đẹp mọi người hốt đi. Sữa ai lấy sữa cơ mà sữa đẹp lắm, vải đẹp lắm. Có 39 ngàn size đại sữa. Em nhập 115 ngàn rồi nhá, chiều vừa lấy. Hàng này á. Rồi xong đời bốp rồi. Hồng này 39 ngàn có mấy đi Hồng? Còn có ri cho bốp. Ok. Hết rồi. Hết rồi, bốp rồi. Rồi cái đầm này này, hết rồi chị ơi. Hết rồi chị Vân. Cái đầm này hồi nãy bạn nào chưa lấy được thì lấy này 49 ngàn. Nhá, đầm 49. Ai lấy đầm có mần đầm giùm em. Đầm. Còn một phát một ri. Còn một ri đầm, ai lấy đầm có mần em 49. Đẹp, đẻ, 49 ngàn đó. Hồng sữa cho em chưa. Còn đâu. Hết rồi, ý là có một ri à. Nó gần gần giống món này chị ạ. Ồ, đúng rồi vậy hả. Nè, sữa cho Thúy Bùi. Tội nghiệp bé vậy. Sữa Thúy Bùi hết rồi. Em được áo không không. Không có Duyên Công. Không có chị Hoa Đinh. Nhầm Hồng cho em luôn, không có Mon Mon. Nè, dây này hả. Áo còn một ri màu xanh. Áo còn một ri màu xanh 39 ngàn. Áo còn một ri màu xanh 39 ngàn. Đầm này cho Trang, cho Minh Khang shop. Lót 2 lớp.
Rồi, Minh Khang shop. Đẹp, nay em nhập 115 và 135. Ôi má ơi, cắn lưỡi. Đó, bốt phải nhập 115 và 135 hàng này ở Ninh Hiệp đó các bạn. À, áo xanh này cho chị Vân. Em cảm ơn chị Vân. Nè, cho chị Vân, Nguyễn Vân Huế. Ừ. Dạ, cảm ơn chị Vân. 30 mấy ngàn, 39 ngàn. Rồi, cái đầm này của Minh Khang shop này. Đầm của Minh Khang shop. Minh Khang shop, đúng rồi. Áo màu trắng cho Thúy Bùi có không ta? Thúy Bùi chắc không có. Đầm 49 cho Minh Khang shop. Rồi, còn một cái đầm dây này đó chị. Đầm dây hồng này của chị Nguyễn Vân luôn, 49 ngàn. Ừ. Còn một cái em xanh này, giá cao lắm. Còn một cái xanh kiểu như thế này các bạn nhìn này. Cưng lắm luôn á. Tí em chụp toa cho chị choáng à. Mi lo gì. Nhập cứ kiểu dại như lâu lâu nhập những cái hàng này nè, chen lắm luôn đó các bạn. Thực ra rất là bánh bèo, tiểu thư cưng ơi là cưng luôn. Đó, hay lấy xanh comment xanh nhá. Xanh 39 ngàn xanh đại. Đẹp lắm, đẹp lắm. Vải đẹp, ok, vải đẹp lắm. Đó, còn ri xanh đó, xanh đẹp. Dạ, em cảm ơn chị Vân. Chị Vân lấy nốt đi đó, đây khác đi hồi nãy đấy chị ạ. Tiếp đi năng. Hả? Đỏ hả? Đỏ nhí. Xanh cho chị Nguyễn Vân luôn. À, xanh không phải, sorry. Nó mon mon á, của bé mon mon á. Sorry, vậy là. Này này, đỏ này. Đầm dây hả? Để chị coi xem còn không? Hết rồi. Thế thì hôm bữa chị like quá trời, có đất này mới không chốt. Hôm bữa chị like cầu cứu mọi người, lấy đi, rẻ lắm luôn rồi. Đỏ nha, cái này mà bán Noel rồi thôi rồi luôn mà khỏi cần Noel. Rẻ như thế này, đẹp như thế này, mặc hè thôi rồi, tuyệt vời luôn. Ai lấy đỏ ủng hộ em nhưng đỏ. Đỏ này. Đỏ này. Đỏ cho Minh Khang thôi, đỏ có 2 đi. 49 ngàn. Xanh của chị hả? Ấy, cái gì nhỏ xanh hồi nãy. Để em coi. À xanh không phải vậy, mon mon không có. Chị ơi, mon mon không có đâu, chị Nguyễn Vân ở trên á. Nguyễn Vân comment xanh. Không, 2 xanh luôn. Chị Nguyễn Vân lấy 2 xanh luôn đúng không chị? Ừ. Nam mốt đâu cho em ri hả? Chị Nguyễn Vân luôn, chị Nguyễn Vân 2 ri đó. Rồi, đầm đỏ này của chị Minh Khang shop này. Còn một ri đỏ luôn. Đỏ bên này của Lê Thủy, ai cứ nhảy lên cho. Đẹp. Đỏ cho Lê Thủy. Hết rồi. Hàng này mắc luôn, mắc lắm. Này còn gì đang? Ngày thứ 5 toàn hàng su kem, toàn hàng su kem là chất như vậy nhiều này. Rồi chất đuổi, chất tơ, rồi nó đẹp. Kinh khủng, vải của su kem thì các bạn biết rồi, form to chà bã đã lắm. Xeo rẻ ơi rẻ. Rồi, ai lấy đỏ đại comment đỏ đại. Còn có ri đỏ đại này. Đỏ đại tính 49 luôn. Nó luôn á, nhà này luôn á. Nha, đỏ đại 49 luôn, em tính luôn 49 ngàn đại. Vâng, ngồi đó kìa, trắng luôn. Hết rồi. Hết rồi, hôm bữa chị Nhung kêu lấy ủng hộ Nhung với đó. Đỏ đại cho Minh Ngọc. Hết rồi, Minh lên. Minh Ngọc này. Còn không? Cũng là nhà này luôn. Nhưng mà Minh Ngọc có ri thôi. Tối em bán hàng chưa ăn, chồng em tưởng ăn rồi, dọn sạch thừa, ít thức ăn. Từng nhập bé vậy. Trời, đã tới hết đỏ đại rồi. Còn đi đỏ đại nào không? Rồi, cái này là hàng sọc. Cái hàng sọc này nó còn cao lắm luôn, hàng sọc này cũng cao lắm. Hết rồi Mon ơi, hàng sọc. Chị Vân ơi, hết đỏ đại rồi, có một đi đỏ đại duy nhất. Nè. Cái hàng này là đầm Burberry phương chữ A rất vai như thế này. Cũng 49 đại hả? Còn mỗi ri đại thôi đại. Ừ, chứ không là buồn ngủ, đang đi ngủ luôn ấy. Đang tính đi ngủ chứ bộ lôi đầm ra hay sao chúng. Rồi, caro nè. Bây giờ hả? Cái này size đại, bữa hôm trước là 59 ngàn. Bây giờ em sell cho mọi người luôn. Caro cùng một cái nhà đó luôn á. Nên vậy vải đẹp lắm. Vải đẹp, may 2 lớp nha. Tất cả những đầm này đều may 2 lớp hết. Em sell cho mọi người size đại này giá 53 ngàn. 53 ngàn là giá gọi là hốt hội chót đó. Tay đại nha, tay đại 53. 53 chị Nguyễn Vân. Lê Thủy, vải đẹp lắm. Đây của Lê Thủy này. Này Lê Thủy này, rồi hết. Rồi. Rồi.
Cái này là tay đại luôn, màu vàng, vải đẹp giá man luôn á, mà form chuẩn. À, váy trà điệu gì thì ít bữa su kem sẽ điệu rồi vàng. Nhưng mà mấy cô gái mập thì mấy bộ bán mặc thế này thôi. Đây lỡ mở size to nè, hết rồi, vàng 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 cho Lê Thủy. Nhưng mà mấy cái hàng này thì là bé nào cũng mặc được, mập gầy béo ú mặc được. Còn mấy cái điệu điệu thì nhiều khi là phải che, phải gọi là dáng dấp đồ này kia. Vàng cho Sang Nguyễn, vàng Lê Thủy, vàng Sang Nguyễn, vàng cho Lê Hằng. Hồng Phúc Thái ơi, có lấy vàng không, có lấy vàng không? Mắt thẩm mỹ của em kém mà gọi là mắt. Tội nghiệp con bé giờ này họ đang đi ri 4 và giá của nó là đang là 360.000 ri 4, 360.000 ri 4, cả nhà nhìn rõ không ạ? 360.000 ri 4 là 9x này. Đó này. 4. Ừ, mà bây giờ các bạn nhập vào có 53, rẻ bằng một nửa, giảm 50%. Xanh đẹp lắm, xanh đẹp lắm luôn, xanh ở ngoài nó đẹp giá ma luôn đó. Màu xanh đẹp lắm, xanh Burberry ở ngoài đỉnh luôn. Xanh nhá, rớt vai, cưng quá, 53.000 xanh. Ủng hộ em nốt xanh đi con, mấy 4 ri xanh thôi. Đó, giá của nó chính, ừ, cảm ơn Hồng Phúc Thái, ừ, biết rồi. Đúng rồi, nay em lấy Burberry ở Ninh Hiệp size đại là 125 chị ạ. À, đúng rồi. Xanh cho Mon Nguyệt Đinh. Xanh có mấy đi? Rồi, xanh cho Nguyệt Đinh. Xanh chị Nguyễn Vân Huế, còn xanh không? Nguyệt Vân này, Nguyễn Vân Huế nó đi lên máy 4 hả? Ừ. Nam 4 gì ta? 4. Thế Nguyệt Vân Lê Thủy đi 4 thì gì thế? Nguyệt Đinh chị Nguyễn Vân Huế. À, Nguyệt Vân, Nguyễn Vân Huế. Còn xanh không? Hết xanh, màu này màu mật, màu tím, tím, trời ơi, tím mật đó, tím này là Burberry nè, đó, tím nha, tím, bạn nào lấy tím có bằng tím giùm em, cưng quá à. Có cái vải nó đã lắm, vải đúng hàng của Burberry nên vải rất là mềm, vải rất là mềm luôn. Rồi bạn nào lấy có bằng em, cái này gọi là tím, tím, tím hồng á, chứ không phải là tím, 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 gọi là tối thủi đâu. Rồi mặn tím này của bạn Minh Ngọc, ok Minh Ngọc, 360.000 đi 4, chia ra giùm em là 90. Hàng hồi Tết nè, của Minh Ngọc. Bạn nào lấy mặn, Lê Thủy có lấy mặn không? Ai lấy mặn ủng hộ em với nhé. Thôi còn gì nữa. Cái này là màu đô mặn, bộ đuổi. Còn mẫu nào đuổi còn Vũ An Hoa, đuối còn Đào Thanh, đuối còn, còn một mã mới. Mận cho chị Vũ An Hoa, em cảm ơn chị. Vải Burberry này nó mềm nhũng à, chứ không phải là giống như vải thô mà các bạn hay thấy người ta bán order vải nhiều chất vải thô lắm. Thế này là sách nách như thế này, ở dưới là nó xè ra đuôi cá, xay đại nên mở ra nhìn nó hơi to. Ở đằng sau là khoét trái tim. Và tất cả hàng này đều được may hai lớp hết. Tất cả hàng này đều được may hai lớp hết nha. Rồi ai lấy cái mình nhanh giùm em, cái này màu đô, đô cũng vậy luôn. Đô này cho Nguyệt Đinh được mấy đi, đô này cho Nguyệt Đinh một đi, đô cho Nguyệt Đinh một đi, màu phê, phê sang giả ma luôn. Còn đô không? Hết. Minh Ngọc ơi, hết đô rồi. Nhìn nè, mê chưa? Màu phê, bà nào lấy phê ủng hộ em Nhung phê nha. Phê, phê. Phê cho Nguyệt Đinh, màu sang quá. Trời ơi. Ê Burberry, ê quên em chưa nói nhanh. Cái này là xòe 2 tầng nha các bạn nhá, xòe 2 tầng như thế này. Phê cho Nguyệt Đinh có mấy đi? Hả? Rồi cái này của Nguyệt Đinh luôn. Rồi hết rồi nha Minh Ngọc. Cái này là trộn. Trộn. Ai lấy trộn thì các bạn trộn giùm em. Trộn này. Trộn này. Trộn, ai lấy trộn cho mình trộn nha. Giá cũng chỉ vậy luôn, 53.000, hàng đẹp lắm. Trộn, thôi trộn tính cho các bạn giá 49 luôn đi. Lỗ đằng nào cũng lỗ luôn.
49 nhá. Trộn xay đại, tất cả đều là xay đại hết. Trộn đi. Không còn be nữa. Trang Minh Hoàng ơi, còn trộn này. Trộn đủ size chứ không phải là trộn lẻ size đâu. Size 12 đồ này kia đấy. Em tính cho 49.000. Trộn chị An Viên. Còn một trộn. Cảm ơn chị An Viên, thức khuya quá. Cả nhà một bên 13 người xem, một bên 20 người xem, cộng lại được 33 người. Các bạn bấm theo dõi trang mới của em nhé. Lát em sẽ trả hình ở bên trang mới luôn á. Rồi các bạn đao về, cả nhà chị em mình đeo đao về, đao hình về bán cho nó nhanh nhé. Trộn cho An Viên, trộn cho Minh Ngọc. Ok, hết be rồi. Đao về, đao hình vậy. Trời ơi. Oh my god. 95.000. Kinh khủng khiếp. Không có tí bùi. Họ đang đi 95 này. Sài Gòn 95 thì Ninh Hiệp không biết bao nhiêu. Cái đầy đầm tầng. Trời ơi. Tầng xay đại. Ô chu cha ơi, nó đẹp. Cả nhà ơi, tầng nha, đằng sau là dây kéo. Được chưa? Nó là hàng tầng mặc lên. Tại vì nó là xay đại nên khi em mở lên, các bạn nhìn cái form nó không đã mắt, nó không gọn gàng, nhưng thực chất là bé mặc lên nó mới đẹp nha. Những bạn lớn lớn mặc lên những cái đầm này đẹp lắm. Đẹp lắm luôn, có 53.000 à. Đầm tầng sọc này cho Minh Ngọc. Còn không? Có hai đi mấy chị Nguyễn Vân, ok hết rồi. Có 53.000 mà. Hàng nó đang đi chín mấy đấy các bạn. Giải nhà này mắc lắm. Nó may hai lớp, một cái đầm mà may hai lớp là biết được sự trò cao cấp như thế này. Minh Ngọc này. Rồi Nguyệt Đinh này, tất cả đều đi năm. À, Minh Ngọc, à, Nguyệt Đinh với chị Nguyễn Vân, sorry. Nguyệt Đinh với chị Nguyễn Vân, giá 95. Ô cái tầng này luôn đi. Tầng này cho Lê Thủy luôn, còn có ri à, thôi hết. Rồi ai lấy tầng hồng, có bằng tầng hồng. Tầng hồng, hồng, hồng nha mọi người nhé. Hồng. Chị An Viên luôn hả? Đấy, chị Nguyệt Đinh, Nguyễn Vân. Cái này cho chị An Viên đi, chia cho mỗi bạn ri. Chị An Viên nếu mà không ok báo em nha. Em chốt chị luôn, để còn gì còn có ri. Nè, 460.000 ri 5 này. 460.000 ri 5. Hồng hết rồi. Cái này là màu trắng đen. Đẹp sang. À vậy thì tầng hồng của chị An Viên đẩy qua cho Mon Nguyệt Đinh. Ok. Nguyệt Đinh. Rồi cái này là gọi là trắng đen. Form chuẩn luôn. Đằng trong nó lót hai lớp cô tông hết. Trắng đen cho Minh Ngọc. Ok Minh Ngọc. Hàng 9X mà sale giờ có 53.000. Minh Ngọc. Hết rồi ạ. Có một đi trắng đen duy nhất thôi. Cái này là trộn. Cả nhà ơi, ủng hộ em Nhung nốt cái trộn nhí này nhá. Nè 49.000 trộn nhí là gồm có màu vàng, màu sữa, màu trắng, màu phấn, màu hồng với lại màu xanh một cái. Trộn hết rồi, đừng cho đổi, lấy hàng hết rồi, còn đúng Cori à. Hàng này bố chị like hết rồi. Trộn nè, nhá, trộn 49.000 ủng hộ em nốt chứ đừng để rớt lại, ủng tội nghiệp, ủng lắm. Trộn, hết rồi chị An Viên. Hồng đẹp mà, hồng ở ngoài nó hồng nhu đẹp lắm. Rồi cái này là giá của nó đang đi này, 400.000 ri 4. 400.000 ri 4 là 100.000 tròn. Đẹp quá. Ừ. Nam ơi. Nó bay hết vào chị Nhung luôn. Nhí trộn Hồng Phúc Thái 49.000. Cái này của Hồng Phúc Thái. Cái này là vàng. Vàng xuông chữ A. Vàng xuông chữ A 53.000. Đây này. Đó, ai lấy vàng có mình vàng giúp em. Ở ngoài nó đẹp giả man mà lên like phân không đã. Tại vì do là cái size to quá, size to quá. Hồng Phúc Thái nhí đi 8. Ừ. Rồi vàng này của Lê Thủy luôn. Ri 4 đúng rồi, 400.000 một ri 4. Lê Thủy. Còn đầm ông Nam. Ê cái cam cam nó là gì vậy? Chị Vân, em cảm ơn chị hết mất rồi. Các bạn lấy đầm của cúc tai về, à, đầm của cà rốt về bán đi. Đầm cà rốt ấy, hoặc là đầm luni. Ừ. Nó là gì vậy?
Hả? Thôi chưa? Ủa cái này tưởng đóng rồi. Hàng này đóng rồi. Để ngày mai chị tìm xem mẫu xong chứ. Cái này là mẫu gì? Mẫu bên luôn đi với đứa gì? Để gọn lát chị con. Thì mình với đứa này để like làm gì khi mà chưa có hàng. Hàng mà chưa có ngày mai đóng hàng rồi. Mày muốn chết, hàng chưa có mà dám like. Lên bộ đuối đi, lên bộ đuối đó luôn. Bộ đuối này sale luôn này, 5969. Nhưng mà bây giờ em sale, đuối này cũng vậy. Này đuối tơ, đuối tơ, đuối tơ, lanh hả chị Trang Trần? Hôm bữa em tưởng chị Trang Trần lấy lanh ấy, hình như là Tuyết có duyên với lanh nha. Cái này là đuối tơ, đuối tơ, các bạn nhé, đuối tơ. Giờ em xả cho mọi người luôn. Đuối em xin phép xả mọi người 5565 luôn. Thiệt sự luôn. Để cho các bạn về, các bạn lấy mấy bộ này bán cho nó mát. Trời nóng quá mà. Rồi ai lấy comment giùm em. Đuối sale 5565, ok chưa? Hàng 5969 bữa hôm trước, giờ còn like nước 2 rồi nên sale luôn. Hốt đi các tình yêu, hàng sale 5565. Sale 5565. Đuối cam, đưa chị Nhung đủ màu đi. Hả? Hả? Gì? 5565 trong Nguyệt Đinh, cặp cam. Ờ, 65 cho Đào Thanh, đại cho Đào Thanh. Rồi, cái này nó là màu cốm. Mấy cái màu này là màu chuẩn của đuối đó. Cốm, cốm, ai đây cốm mà mình cốm giùm em nha. Cốm, đẹp chưa? Vàng á, cốm vàng á. Cái này màu bơ, chính xác là màu bơ. À, Đào Thanh đại. Rồi, cặp cho chị Hoa Đinh. Cam đó, cặp cam cho Hoa Đinh. Đầu Thanh, đúng rồi. Hoa Đinh. Rồi nhí cốm cho Nguyệt Đinh, đại cho Đào Thanh. Đây này, nhí đây này, nhí cho Nguyệt Đinh này, đại đâu? Vải đuối em ạ. Thu Hà Trần ơi, vải đuối nó là đuối tơ đó. Hàng này nó đi bảy mấy ngàn đó. Mà chị đi cho mọi người sale 5969 thì bữa hôm sale cho mọi người giá 5565 luôn. Tại nó cũng hết rồi. Còn mấy cặp à? Phấn 5565 luôn. Rồi cái vải đã chứ. Cái dòng vải này thì dành cho thời tiết nóng. Thời tiết mà phải nói là cực nóng là phải chơi những cái vòng vải này nhá mọi người nhá. Rồi ai lấy comment giùm em màu phấn. Phấn phấn. Tay con. Hàng này có hình ảnh đầy đủ. Những hàng này em sẽ trả hết hình trong group cho các bạn, ok, trên Face mới cho các bạn luôn. Face Lê Nhung luôn mọi người nhé, chủng sĩ Lê Nhung. Em sẽ trả hết. Phấn cặp cho Nguyệt Đinh. Các bạn lấy hai dòng vần, hai dòng đuổi về để các bạn biết. Cái dòng đuổi hồi nãy mà em nói là em bao cho mọi người, nếu bán không ok chất vải á, được quay đầu á. Cái mẫu mới hồi nãy á, các bạn lấy mẫu đuổi đó là đuổi giống như hàng của Alado. Còn đuổi này thì là bố hôm trước em có nhập của cái thương hiệu nào á, nó cũng y như vậy luôn. Phấn cặp cho Nguyệt Đinh, phấn đại cho Đào Thanh. Cảm ơn phấn đại cho Đào Thanh. Này đuổi. Bơ chị lên rồi mà. Bơ chị lên rồi mà, đúng không? Còn màu nào nữa? Màu này chị lên rồi. Rồi màu này là màu lá. Màu này là màu bơ, còn này là màu lá. Còn này là màu cốm, còn này màu lá. Cặp phấn cho chị Vũ An Hoa, em cảm ơn chị. Vải này là vải đúng, đúng là vải dành cho thời tiết nóng này. Rồi ai lấy lá, có bằng lá giùm em. Lá. Lá. Lá đi các bạn ơi. Cặp phấn chị Vũ An Hoa chưa? Lá đại cho Đào Thanh. Hồng cặp hồi nãy cho bạn chị Hoa Đinh. Hồng cặp hồi nãy cho chị Hoa Đinh. Màu lá ở ngoài rất là đẹp. Màu lá ở ngoài đẹp lắm. Lên like nó hơi bị chói. Lá đại cho Đào Thanh. Em sao bóc cam rồi? Không mà. Thế kìa. Đó. Đó của ai vậy? Ừ đó.
phấn cho hoa đinh á. Ừ, hồng phấn cho hoa đinh, cặp cam cho hoa đinh luôn. Rồi. Ừ, hồi nãy lấy rồi. Hồi nãy thì hoa đinh lấy cam rồi. Rồi, lá đài nè. Lá đài cho chị Đào Thanh, lá nhí cho Nguyệt Đinh. Đây, lá nhí cho Nguyệt Đinh nè. Lá nhí Nguyệt Đinh, ok. Cái này là màu hồng đậm. Hồng đậm. Hồi nãy là màu phấn, còn đây là hồng đậm. Cái vải nó mềm lắm, vải rất là mềm luôn. Hồng đậm. Đó, hồng đậm nha, ai lấy hồng đậm ủng hộ em luôn hồng đậm. Hồng đậm. Hồng đậm. Nó là phần màu dâu, dạng dâu dâu, đẹp lắm. Màu này đẹp, ở ngoài nó đẹp hơn. Hồng đậm cặp cho Mông Nguyệt Đinh, cảm ơn em. Màu này đẹp lắm, ở ngoài đẹp lắm luôn á, màu này ngoài đẹp nhất luôn á. Nhí nè. Hồng đại cho Đào Thanh, ok Đào Thanh. Rồi, cái kia chị thấy đang nhí rồi kìa. Cặp cho Minh Ngọc. Ê, đằng sau đằng nam là gì? Màu trắng, màu xanh là gì nam? Xong đưa chị Nhung hồi nãy. Em chào chị Tô Hằng. Xanh còn. Trắng còn dây nè. Trời ơi. Nam ơi là nam. Dạ. Bộ mẹ em còn, để em lên bộ mẹ và bé nha chị Tô Hằng nha. Em lên lại bộ mẹ và bé nhé. Giờ mới rảnh hả chị? Còn trắng dây này 49.000, hàng này giá rất là cao. Hồi nãy đó, bị sót lại đó. Rồi ai lấy ủng hộ em Nhung là trắng dây nha. 49.000 trắng dây. Trắng dây các bạn. Ai lấy trắng dây ủng hộ em Nhung trắng dây. Trắng dây chị Vân Huế chưa nè, xanh dây hồi nãy chưa like rồi bé. Đây Thu Hường trắng dây luôn đúng không, hết trắng dây rồi hả? Rồi đây Thu Hường trắng dây luôn, còn trắng dây không vậy, còn trắng gì, trắng tách nách hả? Rồi xanh dây không. Hết hết trắng dây. Tiếu ơi, hết trắng dây rồi chị Trang Trần. Rồi cái này là xanh. Hồi nãy như xanh chưa có lên dây được phải không, nhớ nữa. Xanh hồi nãy lên dây chưa ta? Hả? Ai lấy rồi nhớ giùm em nha, em không nhớ nổi đâu. Xanh dây cho chị Minh Ngọc. Cho chị lại cái trắng nó đi nha. Ừ. Trắng xuông chữ A này. 660.000 đi tám. Đây có mày gì hết rồi. Xanh còn gì em? Xanh dây còn không? Xanh cho Thanh Bi. Được, được, được Đào Thanh. Xanh dây cho chị Nguyễn Vân. Còn không? Nguyễn Vân, xanh dây chị Nguyễn Vân. Còn mỗi xanh à? Còn mỗi xanh à bố ơi. Nguyễn Vân chưa? Rồi cái này là trắng suông chữ A. Còn sót, hồi nãy bạn nào lấy rồi thì thôi nha. Trắng suông chữ A. Em sale 49.000 luôn. Cưng lắm, ở ngoài đẹp lắm luôn á. Mà giá có 49.000. 600. Trắng dây à Tiếu Tiếu. À Trang Trần, Trang Trần, Trang Trần. Trang Trần có cái trắng này của chị Tô Hằng 49.000. Trắng xuông. Chị Tô Hằng. Ừ. Rồi trắng xuông này của Tiếu Tiếu luôn. Tô Hằng mấy Tiếu Tiếu, ok. Hình như nãy chị có trắng xuông rồi chị ạ. Hết rồi em, nhưng mà em cũng mất hết rồi. Tiếu Tiếu mà chị Tô Hằng rồi. Rồi, cái này là xanh xuông này, hồi nãy bạn nào chưa có nha. Chị nào chưa có không biết. Đó, xanh xuông nha, xanh xuông 49.000. Phải đẹp tuyệt vời luôn. Xanh xuông. Xanh dây còn hả? Mày muốn chết rồi. Còn xanh dây các bạn ạ. Còn xanh xuông. Còn xanh xuông lấy luôn đi Tiếu. Cái chị Nhung xanh dây coi. Còn xanh dây đừng bỏ. Không. Nè còn xanh dây.
Bố có lấy xanh dây không? Đói không ngủ được, tội nghiệp bé. Giờ chỉ có pha mì tôm ăn chứ còn gì nữa. Tội nghiệp dễ sợ. Lát lên pha mì tôm ăn thì đỡ cầm hơi chứ giờ sao. Rồi ai lấy xanh dây ủng hộ em xanh dây nhá. Xanh dây vải đẹp lắm. Xanh dây ơi Minh Ngọc. Đói sao ngủ. Còn gì nữa không? Thôi bây giờ em sẽ ngưng nghỉ luôn. Còn bộ gì nữa không? Còn gì chưa lên không? Áo cổ trụ bé gái mọi người có muốn em lên không? Thôi em ngưng nhá. Ngưng nhá. Bộ nhí đại mẹ. Xanh dây Trang Minh Hoàng. Em chưa bán xanh bao giờ luôn hả bố? Lấy thử một lần đấy. Sao mà cứ mặc cố định vậy? Đi an toàn hả? Cái này em còn mỗi size mẹ form to. Cái này là size mẹ form to 60kg mặc vừa. Các bạn thử tin đồ này kia. Váy Luni hả? Luni mẫu mới có luôn này bé. Cứ 50 like. Tại vì hôm nay họ chưa đi ra qua đúng không? Cái này còn mỗi đại thôi à, còn này còn đại cổ. Váy Luni có mẫu mới em. Để chị cho coi nha Nguyệt Linh. Để chị xíu chị cho coi. Rồi. Cái này là đại và cổ. Đại và mẹ đó. Đại mà mẹ chính xác là đại và mẹ. Giá chỉ có là 69.000 là size đại, 59 là size nhí, đại là 69 và cổ là 85. Form to đã vô cùng luôn. Còn mỗi đại và cổ thôi ạ. À. Rồi ai lấy cho mình nhanh giùm em đại cổ mẹ. Hay đại mẹ nhá. Cái này là đại mẹ. Màu vàng đại mẹ. Còn nhí không? Còn một suốt ok chưa? Cái này còn nhí đại mẹ luôn. Nhí đại mẹ nha mọi người nha, nhí đại mẹ 59, 69. 59, check Zalo em chuyển người cho tin. Nhật Phương là bạn nào? Không, chị không chuyển khoản lại cho Nhật Phương, chuyển cho Nhật Phương nhé. Tại vì sao tất cả những bạn nào lưu ý giùm em nè, tất cả khách khi chuyển khoản đặt cọc cân nhắc trước khi chuyển khoản đặt cọc giúp em nha các bạn. Tất cả các bạn trước khi chuyển khoản đặt cọc lấy hàng phải cân nhắc rõ giúp em. Tại vì sao ạ? Khi các bạn chuyển khoản đặt cọc là các bạn phải xác nhận lấy hàng. Ví dụ các bạn vô các bạn đặt trên line dù là 1 ri, 2 ri sau đó các bạn không lấy hàng thì tiền cọc của các bạn sẽ bị mất và em sẽ không trả tiền cọc của các bạn. Còn nếu như các bạn chỉ cần phát sinh một đơn duy nhất thôi, dù là 1-2 ri em chuyển hàng đi, thì đồng nghĩa việc tiền cọc các bạn sẽ được trừ luôn. Nên em Nhung sẽ không giữ tiền cọc của các bạn. Tuy nhiên nếu mà đơn hàng phát sinh mà các bạn không lấy, thì đồng nghĩa được em sẽ bên em sẽ mặc định cho đó là đơn hàng bom và em sẽ không trả tiền cọc. Các bạn thông cảm nhé. Rồi ok chưa? Ai lấy comment nhanh giùm em nhé. Nhật Phương thông cảm giúp chị nhé. Tại đơn hàng của em chị thấy có đơn phát sinh mà em lại không lấy hàng, anh Thái nhắn tin cho em không trả lời mà mấy tháng bây giờ em mới nhắn đi là chị ơi em thông cảm em không đọc tin nhắn của em à, không đọc tin nhắn của chị, tức là nó phải mấy tháng rồi bây giờ em mới đọc tin nhắn hả? Sao kỳ vậy? Đặt hàng mà mấy tháng rồi em mới đọc tin nhắn thì sao được? Anh Thái anh xả đơn của em cả mấy tháng nay rồi mà giờ này nhắn mới đọc được tin nhắn của chị để đòi tin thì sao được? À, đâu rồi nhỉ? Lên cái bộ mẹ kia kìa. Lên bộ mẹ mới em. Đúng rồi chị, ở đâu cũng vậy mà chị không lấy là mất tiền cọc. Đó là nguyên tắc các bạn, tại vì sao chị thực sự luôn 500 ngàn các bạn không lớn. Nhưng nó là tiền công của các em nó, rồi cái tiền hàng các bạn xả nữa. Cái tính khi mà hàng like nước 1 rồi like nước 2 là sẽ phải xả nha mọi người nhé. Là phải xả, nào tiếp đi. Chỉ cần các bạn lấy 1-2 ri hàng mà các bạn đi hàng là chị Nhung sẽ trả tiền liền. Em sẽ trừ tiền cọc các bạn liền. Rồi ai lấy sữa, có mình sữa. Nên khi mà trước khi đặt cọc các bạn phải cân nhắc. Phải cân nhắc. Chị Tô Hàng có rồi chị ơi. Đây nè, cái này là cũng là nhí đại mẹ luôn nè. Trước khi đặt cọc là các bạn cân nhắc nha. Cân nhắc khi nào sẵn sàng thì hẳn lấy. Còn nếu mà chưa sẵn sàng thì các bạn không nên đặt cọc. Đừng đặt cọc uổng ra. Đừng đặt cọc uổng khi nào mình chưa sẵn sàng rồi đừng đặt cọc uổng đó. Rồi cái này là cam. Ôi đẹp chưa? Cái này là nhí đại mẹ luôn, nhí đại mẹ. Chị Tô Hàng ơi, cái hàng đó là chị tốn qua chị lấy rồi đấy. Nhí đại mẹ nha các bạn nhé. Nhí đại mẹ màu cam. Nhí đại mẹ màu cam. Xuất sắc luôn. 59, cái này các bạn bán nhí đại. Bộ mèo xinh thế. Tội nghiệp bé nó đói. Rồi 59, 69 và 85. Ngố à, còn màu lá size đại không chị Nhung? Thêm em ri hả?
À, dạng điệp là bạn nào vậy? Cái ngố này màu xanh lá hả? Để coi coi. Màu cam. Lá gì? Ngố màu xanh lá, từ từ. Cái màu Hello Kitty này hay là mã nào? Hello Kitty này hay là mã Loan hồi nãy? Mã Loan hồi nãy thì còn. Rồi, cái này ai lấy cho mình giùm em? Đại mẹ cho chị Tô Hằng. Đại và mẹ cho Tô Hằng. 69 và 85. Có cơm, có ruốc mà em sợ ăn. Béo, đít to lắm rồi. Con yeah. Quỷ thật. Ăn đi, chứ còn hơn là đói. Mày mặc mà vẫn chưa vừa size L của chị Tuyết thì sao mà có gì đâu mà. Bà Nhung bà mặc lên tới XL và 2XL rồi. Hả? Chị Tô Hằng lấy màu này, đại và mẹ. Chị Tô Hằng đại và mẹ, màu cam. Rồi. Cái này là màu nghiệp. Bán hàng mãi bán hàng, chồng tưởng ăn cơm rồi. Còn ít cơm không chừa, rồi còn đem cho mèo ăn nốt. Cho chó với mèo ăn nốt, cuối cùng vợ hậu quả nhịn đói, vợ nhịn đói. Quỷ thật luôn. Em xin phép gọi đây là màu rêu nha các bạn nhé. Màu rêu. Nhí đại cho chị Trang Minh Hoàng màu cam á. Hồi nãy đẹp lắm. Vậy chứ mặc lên cưng lắm nha. Nó lạ lạ nhưng mà mặc rất là cưng. À Nhật Nhật hả? Gấu Loan hả chị? Đại lá cho Nhật Nhật, ok. Cảm ơn bạn, chờ xíu. Đại lá Loan cho Nhật Nhật, ok. Đại lá Loan cho Nhật bạn Nhật để mở cho Nhật Nhật xem lại. Rồi, cái màu cam Hello Kitty đại nhí đại chị Đinh, Đinh Vũ Hương Lan. Màu gì? Đẹp mà. Đấy con mẹ à? Bóp nó cười, nó cười ngoác như vậy đó. Hello Kitty nhí đại cam phải không? Đúng, 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 cho Đinh Vũ Hương Lan. Cái này là rêu. Đẹp mà, lâu lâu phá cách một cái chứ. Thì thật là người ta mặc nó nhìn nó cá tính men như thế này thôi. Alo. Nữ tính đẹp mà. Rêu nha, ai lấy rêu qua mình rêu. Rêu. Và màu nào? Vàng này đẹp này, chiều nay các bạn chốt vàng dã man luôn. Cái màu nào nhỉ? Thi bầu đẹp mắt. Chiều chả lấy rồi còn gì. Loan, dạ bộ Loan chị Đinh Uống Loan. Lát em lên lại cho. Đinh Uống Loan. Có. Con Minh Hoàng với lại đúng không? Ừ. Đại rêu cho Hương Huỳnh. Đại rêu cho Hương Huỳnh. Màu Hương Huỳnh. Hương Huỳnh. Màu vàng, tức là cái quần của chúng ta nó sẽ đi cùng tông với chữ và nơ nhá. Cùng tông với chữ và nơ. Xuất sắc luôn ấy, vậy chứ mà nhìn mặc lên cưng. Rồi vàng đi các bạn ơi, ai lấy vàng ủng hộ em Nhung vàng. Nó lạ lạ như vậy cho nó lạ mắt. Nhiều khi lên quần đen riết thì trong kệ mình toàn quần đen. Lên màu này cho nó có màu sắc. Ai lấy vàng không mình vàng. Ủng hộ em Nhung vàng nhá. Chị em ủng hộ em Nhung vàng. Đại mẹ cam chị Vũ Ăn Hoa. Chú cha chết cha màu cam đắt hàng quá ta. Đại mẹ của chị Vũ Ăn Hoa. Em cảm ơn chị. Các bạn tuổi tiên các bạn thích những cái hàng này, em nói thiệt. Đợi và mẹ hả? Ừ, đại và mẹ. Đợi và mẹ. Rồi, cái này là màu vàng. Rồi, còn nào, màu nào? À, nhiều. Muối nó bu. Ừ, đúng rồi. Mày không phải châm. Mày không phải châm. Cái màu kia hết chưa, màu đô hết à? Đô hết à? Đô đắt hàng quá hay. Còn màu cao, nên phải phá cách. Ừ, chị sợ mọi người bị mũi cắn. Vậy quỷ thật luôn. Nó dây Loan đâu rồi? Bữa sau làm đây Loan nè. Loan còn màu của bạn Nhật Nhật phải không? Nhật Nhật hết rồi, đô hết rồi, đô hết rồi, đô chiều các bạn chốt hết trơn đô luôn nè. Loan đây cả nhà, ở ngoài đẹp lắm nha, màu lá này ở ngoài đẹp lắm đó. Điện thoại thì vui tụt hết rồi, giờ 12 giờ tụt hết rồi, bên này cũng tụt rồi. Mày chơi cây view đi, mày bóng coi cây view đi. Cái này nó là màu lá, rất là đẹp luôn. Hai bầu cứ phá vỡ với cách. Rồi lá, đẹp, ở ngoài đẹp lắm, ở ngoài rất là đỉnh luôn. Mà giá chỉ có 59, 69 và 85. Đó, thấy chưa, cái tông màu nhìn nó xịn chưa. Ai lấy lá, có mình lá giùm em, lá Nhật Nhật đại nha. Cái này là của Nhật Nhật lại này. Bộ Loan cao lắm, giá thành cao, người ta đi cũng cao. Em đi mọi người 59, 69 và 85.
hôm nay đại hôm nay mẹ 85 bởi vì form của mẹ hôm nay được nâng lên tới 2 size to vật vã nhật nhật đại hồi nãy lấy rồi. Ừ. Rồi ok, chúng ta sẽ tạm ngưng ở đây nhé. Các tình yêu của em Nhung, em ngưng ở đây nhé. Cảm ơn cả nhà vì một buổi tối ngày hôm nay. Đi ngủ đi chị. Ờ em thấy nó vừa Nguyễn chị vì bán nhiều hàng quá à. Giờ hai đứa nó đi ăn tối đó. Tối hả? Đi ăn tối không? Mày ăn đâu vậy? Ê đi ăn cho chị ấy ăn với. Nghỉ nhá các bạn, đi ăn đi ăn. Tạm biệt mọi người, chúc các bạn buổi tối ngon giấc. Bây giờ đi ăn đây bố bạn. Nên bởi vậy nhìn thấy thân hình của bà Nhung thì nhiêu là vậy đó. Chúc các bạn ngủ ngon, tạm biệt mọi người và hẹn mọi người vào tối vào ngày thứ năm trưa, ngày thứ năm 10 giờ trưa thứ năm. Ngày mai bên em sẽ đi đơn và đi đơn một ngày duy nhất các bạn nhé. Tạm biệt ạ. Tạm biệt, chúc các bạn ngủ ngon ạ. Bye cả nhà, cảm ơn tất cả các tình yêu.